Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn tới khi địa tạng vương thiên tôn một lần nữa toàn lực xuất kích minh ngục cửu phẩm hồng liên nhất kiếm hóa cửu kiếm tôi không né tránh tất cả mà dùng thân thể đạo tổ của mình cương quyết đón lấy bốn đạo kiếm trong số đó mỗi một kiếm của minh ngục cửu phẩm hồng liên đều có thể khiến đạo tổ tổn thương tôi tuyệt đối chẳng thể tiếp nổi cả chín kiếm này trên thực tế chỉ bốn kiếm thôi đã thổi bay hơn một nửa sinh cơ trong người tôi thế nhưng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác thế cục khó giải chỉ có thể đặt cược bằng cách mạo hiểm trọng thương bốn kiếm rót vào cơ thể lần lượt đâm vào ngực phải, bụng dưới, chân trái, dưới sườn, mang theo bốn đám xương máu. Cơn đau dữ dội ngay lập tức lan khắp cơ thể, tôi nghiến chặt răng ổn định thần hồn. Địa tạng vương thiên tôn cũng dùng kiếm khí quỷ kiếm, là kiếm khí quỷ kiếm đã viên mãn đại thành, có khả năng diễn hóa thần thông chọc thủng mọi thứ. Khi bốn thanh kiếm chém xuống cũng đồng thời kéo theo bốn cô kiếm khí quỷ kiếm âm hàn thấu xương đâm vào cơ thể của tôi mà cái tôi đánh cược chính là bốn cô kiếm khí quỷ kiếm này, thời điểm kiếm khí xâm nhập thân thể, tôi dùng thân dẫn dắt quỷ kiếm phát huy phương pháp hành kiếm người và kiếm hòa làm một người mang theo kiếm hóa thành một đạo quỷ kiếm kiếm khí lưu hình bằng cách này bốn đạo kiếm khí công kích của địa tạng vương thiên tôn không chỉ không tổn thương tôi đồng thời còn giúp tôi lợi dụng chúng khiến cho tốc độ bản thân nhanh chóng tăng đến cực hạn sau khi trốn vào hư vô để tránh sát chiêu tốc độ của tôi nhanh chưa từng có lập tức tiến đến gần kính tượng núi la phong trên không trung sử dụng ma kiếm nhất kiếm chảm nát núi la phong chính trong lúc này thùy hỏa cũng tóm được chiến cơ khoảnh khắc núi la phong tan tành bắc phương quỷ đế trương hoành lập tức bị ảnh hưởng tâm thức nhất thời hỗn loạn thùy hỏa tóm chặt thời cơ đem sát cơ hủy diệt toàn bộ chút xuống thân thể trương hoành sau một tiếng nổ sấm chớp rền vang cái đầu đẹp như vẽ của bắc phương quỷ đế cứ thế bị chém bay biến hóa này không nằm trong tính toán của tôi bởi vì ban đầu tôi vốn chỉ định chém nát kính tượng núi la phong ngay cả tôi cũng không thể dự đoán âm ty đương nhiên càng không kịp phản ứng Trước khi Trung ương quỷ đế kê khang kịp ra tay đón lấy thần hồn của Trương Hoành, trên không trung, Thủy Hỏa trực tiếp thả ra một ngọn linh hồn chi hỏa nho nhỏ. Ngày ấy ở miêu cương cổ địa, linh hồn chi hỏa của Thủy Hỏa đã khiến thần hồn 70 vạn đại quân tinh nhuệ của nhân đạo bị thiêu thành cho bụi. Mặc dù nói sự đe dọa của linh hồn chi hỏa đối với bậc thiên tôn trở lên cũng không hiệu quả bao nhiêu, thế nhưng thần hồn của Trương Hoành đã rời khỏi thân thể của ông ta, nhất định không thể thoát được. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, Thân hồn của Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hoành đã bị linh hồn chi hỏa của Thùy Họa Thiêu thành cho bụi. Sau Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, âm ty lần nữa lại thêm một vị quỷ đế vong mệnh. Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hoành vẫn lạc, âm ty phẫn nộ tới cực điểm, dốc toàn lực công kích Thùy Họa. Mà Thùy Họa vừa rồi bởi vì không mang tất cả liều mình giết chết Trương Hoành, thân pháp lộ ra khuyết điểm cực lớn, bị mâu diêm phù của Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy chém vào vai trái. Thân thể khẽ run trên không trung đại địa ngục trấn hồn bia của trung ương quỷ đế lại mang đến một tràng tai họa ngập đầu. Trong lúc thủy họa nguy ngập nhất, tôi vừa chảm nát núi La Phong, nhanh chóng sử dụng một đạo kiếm khí thần kiếm phá không mà chém về phía bia trấn hồn. Ầm ầm dung chuyển cả đất trời, đại địa ngục trấn hồn bia đã bị kiếm khí thần kiếm thổi bay. Cái giá rất đắt phải trả cho màn xuất thủ này chính là bị nhân đạo giám sát sự kẻ vẫn luôn cắn chặt tôi không buông dùng thương phù đồ chém vào sau lưng, sâu tận ba thốn, chạm đến xương cốt chỉ vì tiêu diệt bắc phương quỷ đế trương hoành tôi và thủy họa mỗi người đều phải đối mặt với nguy cơ phải trả giá bằng cả sinh mạng thế nhưng tinh thần chiến đấu không hề suy giảm người của ma đạo đều là kẻ điên càng huống hồ là ma đạo tổ sư và tướng phá quân chiến cục lúc này đã loạn tôi một lần nữa lại dùng thân lĩnh kiếm trốn vào hư không chém về phía ngã quỷ đạo giám sát sử đang lúc chuẩn bị phát ra đòn tập kích chí mạng đối với thủy họa vốn đang trọng thương thân ảnh lóe lên ma kiếm chém vào trấn ngục thiết kiếm của ngã quỷ đạo giám sát sử Khiến ông ta ngay lập tức bị đánh bật ra sau. Ngay sau đó, tôi vội vàng ôm lấy thủy hỏa thương tích đầy mình, thân hình run rẩy sau khi chúng công kích, máu tươi của chúng tôi đã hòa làm một, gầm lên một tiếng, chúng ta chiến đấu vì lẽ gì? Kiếm khí ma kiếm dọc ngang, quét sạch bốn phương tám hướng. Chương 925, Kiếm Hải Thần Kiếm 1. Lời vừa dứt, âm ti lập tức điều chỉnh trận hình lần này đổi lại là địa tạng vương thiên tôn tới khiêu chiến thủy hỏa, những người khác đem toàn bộ sát cơ khóa chặt lấy người tôi. Trên thực tế, đã chiến đấu tới lúc này, cho dù tôi và Thùy Hòa coi như có thể đột phá vòng vây, thoát khỏi nơi đây cũng coi như không làm mất đi sĩ khí của ma đạo, thế nhưng trên đời luôn có một số người không bao giờ biết đến hai chữ trốn chạy, trừ phi không còn nhìn thấy một tia hy vọng nào. Phá quân trước giờ chưa từng không chiến mà chạy, mà tôi thân là ma đạo tổ sư, trước khi sức mạnh chiến đấu cạn kiệt cũng không thể tháo chạy sát cục ngày hôm nay nhìn như tứ bể khốn đốn nhưng lại là màn khắc họa vô cùng chân thực về cảnh ngộ của ma đạo trong cuộc chiến phong thần trong tương lai bây giờ chúng tôi hãy còn cơ hội không chiến mà chạy tương lai ma đạo có thể chạy tới nơi nào đây vì vậy tâm ý của tôi và thùy họa đều giống nhau chưa giết đủ thì không dừng lại đã vậy hãy để chúng ta huyết chiến đến cùng cho dù muốn trốn cũng hy vọng thứ chạy trốn chỉ là thần hồn đem thân xác chiến tử vùi trên đất này để máu tươi kia chảy cạn để những thế lực đang theo dõi ma đạo trong tam giới nhìn cho rõ cái gì gọi là ma đạo đệ tử. Lúc Thùy Họa nhất đao hướng về phía địa tảng Vương Thiên Tôn, chiến cục lần nữa lại chia cắt. Tôi một mình ứng chiến với ba vị đạo tổ gồm Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy, nhân đạo giám sát xử, ngã quỷ đạo giám sát xử, lại thêm ba vị thiên tôn âm ti, hai vị chiến tướng cấp cao. Sức mạnh chiến đấu lần này thậm chí còn vượt xa cả trận chiến bất bại trong thần thoại của ma đạo tổ sư năm xưa, khi người một mình đơn độc chiến đấu với 12 vị đỉnh phong thiên tôn. Chỉ là, khi ấy mà đạo tổ sư mới có ma kiếm là viên mãn đại thành, lại càng chưa lĩnh ngộ được phép nhất kiếm hóa tam thanh thần thông, mà hiện giờ tam kiếm thái cổ của tôi đều đã viên mãn đại thành, lại lĩnh ngộ được phương pháp hành kiếm. Nếu như tôi ở trạng thái đỉnh cao, dựa vào khả năng dùng thân lĩnh kiếm trốn vào hư vô liền có thể chậm rãi đối phó với bọn họ, tìm kiếm cơ hội đánh bại từng kẻ một. Thế nhưng giờ đây, tôi không chỉ không thể khiến cho trận chiến tiêu hao, thân thể trọng thương nghiêm trọng cũng ảnh hưởng tới việc phát huy sức mạnh chiến đấu, bởi vì muốn trì hoãn việc sinh cơ mất đi, tôi chỉ có thể đem quỷ kiếm làm chủ, dựa vào đó để trốn tránh nguy cơ diệt sát. Kiếm hải từ đầu đến cuối không có cơ hội thành hình, ngay cả kiếm khí hồng lưu cũng không cách nào phát huy, có thể tưởng tượng được trong trận chiến này tôi có bao nhiêu gian nan vất vả. Tuy nhiên, cũng chỉ dưới tình huống này mới có thể đem thuật hành kiếm ảo diệu của tôi phát huy tinh tế, sâu sắc. Đường kiếm dũng mãnh tuyệt luân, uy lực vô song, chỗ tinh diệu của hành kiếm nằm ở nước chảy mây trôi, kiếm ý miên man không ngừng, một chiêu tất sát. Thùy hỏa vốn đang trọng thương cũng hét lên một tiếng, lưỡi hái tử thần chém về phía địa tạng vương thiên tôn, gần như cùng lúc đó, ba vị đạo tổ của âm ti cũng hướng tôi mà giết. Mâu diêm phù, thương phù đồ, minh ngục nghiệp hỏa kiếm. Hai thanh trường binh sát phạt vô song, lại cộng thêm một thanh kiếm minh ngục có thể phun ra hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt thần hồn. Một thân tạo hóa tu vi của ngã quỷ đạo giám sát xử có thể nói đều do địa tạng vương thiên tôn ban tặng, không chỉ truyền cho ông ta chấn ngục cửu tự chân ngôn chú, còn vì ông ta mà đúc một thanh minh ngục nghiệp hỏa kiếm. Ba chủng sát cơ ngay lập tức liền phong cấm toàn bộ thân pháp biến hóa của tôi, cho dù tôi có dùng thân lĩnh kiếm trốn vào hư không cũng sẽ bị minh ngục nghiệp hỏa kiếm làm tổn thương hồn phách, thần thức bị kinh hãi, ngay cả thân pháp cũng lộ ra sơ hở. Tôi vốn nên ra đòn tập kích đối với trung ương quỷ đế cây khang trên không trung, nhưng vì thân pháp có sai sót, thiếu chút nữa liền va phải đại địa ngục chấn hồn bia. Còn may, trái tim thất khiếu linh lung đã trao cho tôi năng lực ứng biến cực kỳ nhạy bén, giúp tôi trong lúc gần như chạm vào bia chấn hồn đã kịp thời lướt qua. Chỉ là khi muốn nhân cơ hội chém chết cây khang thì đã quá muộn, nam phương quỷ đế đỗ tử nhân cầm trong tay thanh giản diêm la hướng tôi mà giết. Cùng lúc ấy, hai vị thiên tôn chiến tướng và ba vị thần minh trí cường thiên tôn cao quý của âm ty đã kết thành ngũ phương trận một lần nữa khóa chặt khí cơ của tôi. Lần này âm ty vì muốn đối phó tôi, chuyện gì cũng không từ. Thái Úc Lũy, nhân đạo giám sát xử, ngã quỷ đạo giám sát xử được coi là tam tài chủ sát. Tam tài ngũ phương tính toán hết thảy những biến hóa của tôi, lại thêm nam phương quỷ đế và trung ương quỷ đế hai vị đỉnh phong thiên tôn đóng vai trò là biến số trong trận pháp, vì tôi mà răng ra thiên la địa võng, sát cơ trùng trùng. Mặc dù sở hữu trái tim thất khiếu linh lung, trong lúc nhất thời tôi cũng không thể tránh khỏi bị đánh tới nỗi tối tăm mặt mũi. Sinh cơ mất đi càng khiến tôi ỉ lại vào việc mượn quỷ kiếm trốn vào hư không, mắt nhìn thấy bản thân đang dần mất đi thế chủ động, tôi càng lúc càng nôn nóng. Sát chiêu không thể coi thường, thế nhưng nếu cứ một mực đánh tiếp như thế này, đợi tới lúc sinh cơ hết sạch, thần niệm cạn kiệt, chỉ e ngay cả thần hồn cũng bị hủy ở nơi này. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đem sát cơ khóa chặt trên người kê khang, chuẩn bị lợi dụng đại địa ngục trấn hồn bia làm chút chuyện gì đó. chương 926 Kiếm Hải Thần Kiếm 2 Trước là dựa vào quỷ kiếm trốn vào hư không, từ xa xuất ra kiếm khí thần kiếm giả bộ tấn công một vị chiến tướng thiên tôn của âm ti, không đợi sát cơ của đạo tổ tam tài ập đến, ngay lập tức dùng thân lĩnh ma kiếm, dùng sát ý kiến quyết không lùi trực tiếp lao vào bia chấn hồn. Trong mắt thần minh âm ti, hành động này của tôi chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Thân xác vốn đã rách nát, chỉ còn sót lại chút ít sinh cơ, lại chủ động lao vào đại địa ngục chấn hồn bia, đơn giản mà nói chính là tự đào hố chôn minh. Thế nhưng, vào khoảnh khắc kiếm khí ma kiếm của tôi sùng sục sôi trào diễn sinh thành đòn đẩy lui công kích vô cùng thần thông, bia chấn hồn cũng vì thế mà bị đẩy lui, không chịu khống chế cứ thế lao về phía kê khang mà tôi cũng nhân dịp này tóm chặt thời cơ, thân thể quấn lấy vị trung ương quỷ đế này, mà kiếm một kiếm tiếp một kiếm đánh vào bia chấn hồn, bước cho kê khang trên không trung không ngừng thối lui. Tôi không dùng bất kỳ sát chiêu nào đối phó với kê khang, chỉ quấn lấy ông ta, đem ông ta làm lá chắn cho mình. Bởi vì giữa tôi và kê khang chỉ cách nhau một tấm bia chấn hồn, nếu như người của âm ti muốn giết tôi, tất khiến kê khang phải chịu liên lụy. Tôi làm như vậy, thật sự khiến âm ti phải đưa ra lựa chọn. Kê Khang vốn là thân tín của Châu Khất, cũng là Châu Khất một tay phù trợ giúp Kê Khang đăng vị trở thành trung ương quỷ đế. Nếu như âm ty nhẫn tâm ngay cả Kê Khang cũng giết, vậy thì hành động của tôi không còn nghi ngờ gì nữa chính là vô cùng hung hiểm. Còn may, trong lúc tôi và Kê Khang vẫn đang vướng mắc, sát cơ của âm ty cũng ngay lập tức suy yếu, rõ ràng bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, liên lụy cả Kê Khang. Sát cơ của đối phương suy yếu giúp tôi đổi lại càng nhiều cơ hội xuất kiếm. Lúc này tôi đang phải gánh chịu áp lực vô cùng nặng nề, một bên dùng ma kiếm công kích bia chấn hồn, một bên lợi dụng đòn công kích bị đẩy lùi thả ra thần kiếm kiếm khí lưu hình. Ma, thần hai thanh niên cuồng thi triển, càng ngày càng có nhiều thần kiếm kiếm khí lưu hình xuất hiện xung quanh tôi. Mắt thấy kiếm hải chuẩn bị thành hình, chỉ nghe thấy địa tạng vương thiên tôn hét lên một tiếng, toàn lực tiêu diệt tạ lan, không được nương tay. Có lệnh này của địa tạng vương thiên tôn, sát cơ của âm ti cùng vì thế mà đột một bạo phát, sống chết của kê khang cũng không còn được coi trọng nữa, chỉ trong nháy mắt tam tài ngũ phương hai loại sát cơ tất cả đều hướng về tôi mà giết. Lần này không gian bị phong cấm rất lớn, cho dù tôi muốn dùng thân lĩnh kiếm trốn vào hư vô cũng không thể nào trốn thoát. Lúc này tôi không cách nào tiếp tục xuất ra ma kiếm, chỉ đành dựa vào tốc độ cực hạn chạy vòng ra phía sau bia chấn hồn, tiếp tục phóng thích thần kiếm kiếm khí lưu hình, ngay cả khi kê khang thừa cơ tẩu thoát cũng không xuất thủ, chỉ cầu nguyện bia chấn hồn có thể giúp tôi ngăn lại kiếp nạn diệt sát lần này, lại giúp tôi diễn hóa thành công kiếm hải thần kiếm chỉ nghe một tiếng ầm ầm rung động đại địa ngục trấn hồn bia kiên cố không gì phá nổi bóng chốc vỡ tan khói bụi bay khắp nơi mà tôi cũng bị nặng lượng hủy diệt còn sót lại từ đòn công kích lần này đánh bay thân thể trong không trung không ngừng nôn ra máu đợi tới khi tôi một lần nữa ổn định thân thể nghiến răng kiên quyết phóng ra một đạo kiếm khí thần kiếm cuối cùng kiếm hải thần kiếm dưới chân tôi cuối cùng cũng hình thành vì mảnh kiếm hải này tôi dường như đã vắt kiệt toàn bộ sinh cơ của mình thần hồn cũng bị thiêu đốt tới cực hạn nếu tiếp tục phóng thích thần niệm phỏng chừng sẽ gây ra thương tổn vĩnh viễn không thể chữa lành. Thật may, kiếm hải cuối cùng cũng hình thành. Lúc này, nếu như tôi dùng kiếm hải để đối phó với ba vị đạo tổ của âm ti đang điên cuồng đánh về phía mình, chưa nói tới chuyện tiêu diệt toàn bộ, ít nhất cũng khiến bọn họ thương thích đầy mình, mất đi sức chiến đấu. Kiếm hải của tôi giờ đây bất kỳ mảnh nào cũng đều có thể khiến đạo tổ tổn thương, ba mảnh kiếm hải đồng thời xuất kích cũng khiến cho bậc trí cường đạo tổ chỉ có thể nuốt hận. Thế nhưng, tôi không thể làm như vậy. Bởi vì đây là sức mạnh chiến đấu cuối cùng của tôi, nếu chỉ dùng để gây thương tích cho ba vị đạo tổ sẽ không đủ để thay đổi vận mệnh của tôi và Thủy hỏa Vì thế, mục tiêu của tôi chỉ có Địa tảng Vương Thiên Tôn. Giống như kiếm khí thần kiếm, kiếm hải thần kiếm cũng có thể tập kích từ xa. Lúc này, Địa Tạng Vương Thiên Tôn đang chiếm thế thượng phong trong trận đấu với Thủy Họa, chín thanh minh ngục cửu phẩm hồng liên kiếm đã hoàn toàn khóa chặt không gian dịch chuyển của cô ấy, từng chút một thiêu đốt linh hồn, xuyên qua thân thể tử thần. Chỗ cường đại của thân thể tử thần nằm ở hồn năng, nơi này không có hồn năng, khiến cho sức mạnh chiến đấu của Thùy Hỏa không có cách nào phát huy tới cực hạt, lại thêm công đức pháp thể của Địa Tạng Vương Thiên Tôn không bị sức mạnh tử vong ức chế, ngược lại còn có thể dùng sức mạnh công đức làm tổn thương thần cách tử thần, tất cả khiến cho hoàn cảnh chiến đấu của Thùy Hỏa trở nên vô cùng tồi tệ. Thất bại là kết cục tất yếu, thần hồn liệu có thể thoát ly khỏi cơ thể tử thần hay không hãy còn chưa biết. Cùng với chiêu thức cửu kiếm hợp nhất kiếm, hóa thành tất sát chi kiếm của Địa Tạng Vương Thiên Tôn trong mắt thủy hỏa đã hiện lên một tia quyết tâm thậm chí còn định tự mình nổ tung thần cách khiến cho địa tạng vương phải chôn cùng chính trong lúc này một mảnh kiếm hải từ trên trời ầm ầm chút xuống giống như thiên hà nổ tung hướng về địa tạng vương thiên tôn tôi đã tính toán được hướng tấn công của địa tạng vương vì vậy đã sớm dùng một đạo thần niệm truyền âm cho thủy hỏa kịp thời tránh ra vì thế mảnh kiếm hải này cơ hồ đều chút xuống người địa tạng vương thiên tôn chương 927, thuần quân hiện thân một Địa tạng vương thiên tôn khi đó đã xuất ra chiêu kiếm tất sát, tiến về phía trước mà lòng không chút hối hận. Vì vậy, khi kiếm hải và sát cơ của ông ta chạm chắn nhau, khiến phát ra luồng ánh sáng hủy diệt mãnh liệt nhất. Lần va chạm này hoàn toàn xé nát không gian nơi này, thiên tượng sinh ra biến hóa, mây trời tách cục, gió lốc cuồn cuộn. Mặt đất sung chuyển như sấm sét, nứt ra từng tấc, toàn bộ khu rừng rậm đều bị phá hủy. Núi xích cận, lò kiếm, tạo ẩn đích thân hộ pháp cho thuần quân, trung tụ kiếm thể cho cô ấy. Chờ ngày đại thành viên mãn thì cần 7749 ngày, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Để giúp thuần quân trùng tụ kiếm thể, Tạo ẩn đã đào sông nhược ra để lấy đồng, cho nổ núi xích cận để lấy thiết từ trong núi, đồng thời lấy cả 3973 thanh kiếm cổ từ thời Xuân Thu và Chiến Quốc, rút ra sự tinh túy của U Giã Tử từ trong đó để dung hòa. U Giã Tử là một bậc thầy đúc kiếm vào cuối thời Xuân Thu, tất cả những thanh kiếm thanh đồng được rèn ở thời đại hiện nay đều học tập từ tay nghề của ông, lần lượt bắt trước bảy thanh danh kiếm truyền thế nổi tiếng của ông không chỉ vậy khi thuần quân thành hình tạo ẩn còn sử dụng khí số nhân tộc để mở phong ấn thuần quân được đúc lại có kiếm thể sắc bén hơn lúc trước phần linh thức sau khi giã ra rồi trùng tụ lại của cô phát một cảm giác thần niệm mạnh mẽ và vô song kiếm vốn là binh khí trả qua ngàn lần tôi luyện chịu vạn lần chui rèn thuần quân sau khi trùng sinh bất luận là kiếm thể hay thần hồn cũng mạnh mẽ hơn trước đó sau khi thuần quân ra lò Cô vẫn hiện thân dưới hình dạng một cô bé 8-9 tuổi, nhưng trên cơ thể không còn vẻ trẻ con nữa mà chỉ có sự sắc bén vô tận. Trong đôi mắt trong sáng to tròn in hằn hình ảnh phản chiếu của thanh kiếm, mà ở huyệt thần đình trên vầng trán sáng loáng của cô cũng có một ấn ký hình thanh kiếm. Sự xuất hiện của ba thanh kiếm nhỏ tượng trưng cho sự viên mãn đại thành tam kiếm cổ của thuần quân, lực chiến trực tiếp tăng lên cấp độ cảnh giới của đạo tổ. Đáng tiếc cô ấy là thể kiếm linh, không thể dung hợp tam kiếm cổ thành một nếu không kiếm linh Thuần Quân nhất định sẽ là sự tồn tại nghịch thiên nhất trong tam giới. Kiếm chỉ là vật chứa của kiếm đạo, muốn hợp nhất ba thanh kiếm thái cổ thành một, cần phải hiểu rõ bản thân của kiếm đạo, điều này đối với kiếm linh là điều không thể. Nói một cách dễ hiểu, Thuần Quân biết cách làm cho thanh kiếm trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cô không hiểu tại sao lại phải làm như vậy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sức chiến đấu của Thuần Quân sẽ dừng lại ở đây, cái gọi là lưỡi kiếm sắc bén nhờ được mài rũa chính là mỗi trận chiến sinh tử đều sẽ mang lại thêm lợi ích đối với kiếm thể của thuần quân. Nó sẽ làm cho uy lực kiếm khí của cô ấy ngày càng mạnh hơn, nó cũng sẽ khiến cô ấy ngày càng tiến xa hơn trên con đường kiếm đạo, nhưng con đường cô ấy đi lại hoàn toàn khác với những người khác. Bởi vì lò kiếm nằm trong lòng núi xích cận, mà trận bức xạ điện tử của nhân tộc lại ngăn cản mọi thần niệm truyền vào. Vậy nên tạo ẩn không biết gì về trận chiến giữa tôi cùng tùy hỏa với âm ty Huống chi, thuần quân lại đang ở thời khắc mấu chốt mới được ra lò, Tạ ẩn càng không dám có chút phân tâm có thể thêm một chiến lược đạo tổ cho ma đạo là chuyện rất quan trọng đối với cuộc chiến phong thần của ma đạo hơn nữa thuần quân không phải là một đạo tổ bình thường tiên thiên kiếm thể của cô có khả năng phòng thủ cực kỳ mạnh tuy nhiên khi kiếm hải thần kiếm của tôi va chạm với chiêu kiếm tất sát của địa tạng vương thiên tôn cú chấn động đã ảnh hưởng lan đến toàn bộ núi xích cận những tảng đá núi lăn xuống một số đỉnh núi trực tiếp sụp đổ phát giác ra được sự thay đổi này Tạo ẩn và thuần quân lập tức lao ra khỏi lò kiếm. Đạo tổ gặp nạn, thuần quân, cô mau đi giúp đỡ. Tạo Uẩn nói, vừa dứt câu, thuần quân đã hóa thành kiếm thể và lao nhanh về phía chiến trường mật lâm. Địa tạng vương có công đức chi thể, tôi chỉ dùng một kiếm hải thần kiếm, căn bản không giết được ông ta, thậm chí ngay cả làm trọng thương ông ta cũng không được. Thế nhưng, do trước đó ông ta đã dùng đến kiếm tất sát, sự va chạm trực tiếp giữa kiếm hải thần kiếm và kiếm minh ngục cửu phẩm hồng liên đã làm nứt vỡ thân kiếm hồng liên nghiệp hỏa vô tận bốc cháy ngùn ngụt trong kiếm hải, ánh sáng hủy diệt đã bao trùm một màu đỏ rực. Địa tạng vương thiên tôn đau đến chết đi sống lại, tuy rằng ông ta ở cảnh giới đại thành của quỷ kiếm, nhưng bởi vì chú trọng công đức nên sát ý không mạnh, thanh kiếm này gần như là nguồn sức chiến đấu lớn nhất của ông. Không có kiếm minh ngục cửu phẩm hồng liên sức chiến đấu của địa tạng vương thiên tôn trực tiếp rơi xuống cảnh giới đạo tổ đáng tiếc điều này không đồng nghĩa việc tôi và thùy hỏa đã giải quyết xong nguy cơ trước mắt ngược lại vì rằng tôi đã cực kiếm hải thần kiếm lên người địa tạng vương thiên tôn, nên đã trực tiếp dẫn đến việc tôi không thể chống đỡ được sự liên thủ vây sát của ba vị đạo tổ âm ti. Thần kiếm kiếm hải đã rút cạn kiệt chút chiến lực cuối cùng của tôi, tôi thậm chí còn không thể dùng cơ thể cùng quỷ kiếm trốn thoát khỏi bầu trời. chương 928, Thuần Quân Hiện Thân 2 Thứ đầu tiên ập đến là thương phù đồ của giám sát sứ nhân đạo, bắn vào mạng sườn trái của tôi, cú va chạm mạnh này khiến tôi bay ngược trở lại. Chưa kịp đợi tôi thoát khỏi sự tàn sát của thương phù đồ, thì kích diêm phù của quỷ đế phía đông Thái Úc Lũy đã đâm vào xương sườn bên phải của tôi. Hai người bọn họ dùng vũ khí dài, sở trường của dạng vũ khí này chính là đột kích, cho nên hai người bọn họ là người đầu tiên khiến tôi bị thương. Tương đối mà nói, thì kiếm minh ngục nghiệp hỏa của giám sát xứ ngạ quỷ đạo bị bỏ phía sau một chút. Tuy nhiên, chỉ cần hai người họ cơ bản đã quyết định sự sống chết của tôi, chỉ để lại cho tôi mảnh sinh cơ cuối cùng. Ngay khi giám sát sứ ngà quỷ đạo chuẩn bị chảm đứt sinh cơ cuối cùng của tôi, thì Thùy Hỏa đã giáng một đòn chí mạng từ phía sau hắn ta. Thấy vậy, giám sát sứ ngà quỷ đạo do dự một lát, cuối cùng cũng không dám mạo hiểm, quay người rời đi. Trên thực tế, lực chiến của Thủy Hỏa đã bị tổn hại nghiêm trọng, còn sót lại không nhiều, chỉ là trước đó cô tỏ ra mình rất mạnh, âu cũng là danh của người, bóng của cây, giám sát sứ ngà quỷ đạo không dám đánh cược, đành từ bỏ cơ hội chém nước tia sinh cơ cuối cùng của tôi giám sát sứ ác quỷ đạo cùng với thủy họa run rẩy địa tạng vương thiên tôn lướt nhìn tôi một cái sau đó tiếp tục công kích thủy họa thi triển chú trấn Mục cửu tử chân ngôn trong cùng lúc đó chúng thiên tôn của âm ty cũng quay đầu giết chết thủy họa trong mắt họ tôi đã là một người chết rồi thần niệm đã không còn sinh cơ cũng chỉ còn sót lại một tia cuối cùng trong tim thất khiếu linh lung chỉ cần đợi thái úc lũy và giám sát sử nhân đạo đâm vào tim tôi thì đã hoàn toàn giết chết được tôi rồi hơn nữa Do thần hồn của tôi bị đốt cháy quá nghiêm trọng, sau khi nhục thân mất đi sinh cơ thì thần hồn cũng đừng mơ sẽ thoát khỏi được cái chết. Thời gian dường như chậm lại rất nhiều, tôi có thể nhìn thấy rõ nụ cười trên khuôn mặt của quỷ đế phía đông thái Úc Lũy và giám sát xứ ngả quỷ đạo. Nếu có thể giết được ma đạo tổ sư, thì chiến công này chắc chắn có thể được truyền lại ngàn đời. Đặt lên bàn cân, sự mất mát hai vị quỷ đế của âm ti căn bản không có gì đáng nhắc tới. Chiến thắng thuộc về âm ti, nói xong, Thái Úc Lũy rút ra kích diêm phù, chuẩn bị xuất thêm sát chiêu lần nữa. Đúng vào lúc này, một luồng kiếm khí thần kiếm cực lớn xuyên qua không khí, trực tiếp khóa chặt thần niệm của Thái Úc Lũy. Thần kiếm miểu miểu, dĩ vô thanh sứ thính kinh lôi. Không đợi Thái Úc Lũy kịp phản ứng, kiếm khí thần kiếm đã phát nổ, khiến người của hắn nổ bay ngược về phía sau. Cảm nhận được sự thay đổi, giám sát sứ của ngạ quỷ đạo lập tức thôi thúc sát ý định giết chết tôi. Nhưng trước khi hắn dùng ngọn thương phù đồ đâm vào ngực tôi, Luồng kiếm khí thần kiếm thứ hai lại xuất hiện. Giám sát xử của ngả quỷ đạo cũng như Thái Úc lũy vậy, bị kiếm khí thần kiếm thổi bay lộn ngược ra ngoài. Nguy cơ sinh tử đã được giải quyết, ngay sau đó tôi đã được một cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé nâng đỡ, ngẩng đầu thì nhìn thấy gò má của cô bé 8, 9 tuổi của Thuần Quân. "Cứu lấy Lâm tướng quân." Tôi nói, Tuân lệnh, Thuần Quân nghiến răng hứa, đem tôi ném xa về phía sau, chỗ tạo ẩn đang tiến đến, rồi hướng về thế trận tùy họa mà giết. Thùy Hòa gặp phải nguy cơ sinh tử cũng không ít hơn tôi bao nhiêu, nhưng thân thể của tử thần dù sao cũng mạnh không ai sánh bằng, nếu muốn chém đứt hoàn toàn sinh cơ của cô ấy, cho dù tình thế ở đây không có hồn năng, cũng phải tốn rất nhiều công sức của âm ti. Điều quan trọng nhất là hiện giờ trong tay địa tạng Vương Thiên Tôn không có binh lính để sử dụng, còn những kẻ vây hãm Thùy Hòa cũng không có lực chiến đạo tổ. Thuần quân có kiếm thể tiên thiên, nhận biết tình thế nguy cấp nên từ bỏ mọi phòng thủ, chỉ chăm chăm tấn công. Hai tay kiếm chỉ xuất không ngừng, Kiếm chỉ tay phải với ma kiếm trợ giúp tùy họa giải vây, kiếm chỉ tay trái liên tục tung hình kiếm khí, có ý định tạo nên một kiếm hải. Kiếm hải của thuần quân không mạnh bằng của tôi, nhưng lúc này, chiến ý của Âm Ty đã suy yếu rất nhiều sau khi thuần quân đến, sau khi nhận ra sự tồn tại của kiếm hải thần kiếm, càng không dám ương ngạnh tấn công. Chỉ sau đợi khi thuần quân giải phóng kiếm hải, mới phóng sát ý lên người tùy họa. Không ngờ, sau khi kiếm hải thần kiếm của thuần quân thành hình, treo lơ lửng trên bầu trời, chỉ dung nạp mà không phóng thích ta, đồng thời bắt đầu phóng kiếm khí quỷ kiếm ngưng tụ ra kiếm hải quỷ kiếm. Đợi đến lúc thời điểm quỷ đế phía đông thái Úc Lũy và giám sát xứ ngạ quỷ đạo ổn định thương thế và tái tham chiến, kiếm hải quỷ kiếm của thuần quân cũng đã thành hình, bắt đầu ngưng tụ kiếm hải ma kiếm. Lúc này âm ti càng không dám tấn công, chiến ý ngày một yếu dần. Mặc dù ý chí chiến đấu của Đại Tạng Vương vẫn không hề suy giảm nhưng ông ta không có vũ khí trong tay thì cũng bất lực. Một lúc sau, kiếm hải ma kiếm của thuần quân cũng thành hình. Uy lực của ba kiếm hải của thuần quân không mạnh bằng tôi, nhưng cũng đủ để cấm chế đạo tổ. Ba mảng kiếm hải khiến mọi người trong âm ti nản lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, thuần quân nổi giận, giọng nói trong trẻo của Lolita vang vọng khắp đất trời. Cốt, chương 929, nhân quả thiên đạo 1. Đây là lần đầu tiên âm ti nhìn thấy kiếm thể thuần quân và cũng là lần đầu tiên âm ti phải chịu đựng sự sỉ nhục lớn như vậy. Bản thân Quỷ Đế có hàng triệu binh lính của riêng mình, danh tiếng đã được lưu truyền trong đạo tàng hàng nghìn năm. Địa Tạng Thiên Tôn càng là nhân vật huyền thoại trong âm ti, là người đứng đầu trong tam giới công đức, xét về uy vọng thì thậm chí còn cao hơn cả Bắc Âm Đại Đế Chu Khất, chỉ đứng sau Cửu U Nữ Đế. Lục Đạo giám sát sứ giám sát sự luân hồi của Lục Đạo, một niệm sống, một niệm chết, quyền lực sức mạnh vẫn trong tay thập điện Diêm Quân. Những người này, ngay cả Ma đạo tổ sư như tôi cũng không thể dễ dàng xỉ nhục được. Bởi lẽ có một số sự tồn tại thực sự đáng để kính sợ, chẳng hạn như địa tạng thiên tôn. Công đức Pháp thể được ngưng tụ bởi công đức mấy ngàn năm của ông, thật không khỏi khâm phục loại người này. Tuy nhiên, dù là uy danh của họ hay là công đức cũng vậy, trước thuần quân đã ngưng tụ ra được tam kiếm thái cổ thì cũng chẳng là gì. Một thuần quân lô ly 89 tuổi, không ngại ai cả. Khi cô hét lên từ cút này, không chỉ những người trong âm ty xấu hổ và tức giận đan sen, mà ngay cả Thùy Hỏa cũng bị sốc đến cùng cực, sau đó khóe miệng cô nở một nụ cười. Trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ kết thúc với ba mảng kiếm hải của thuần quân. Với chiến lược hiện tại của âm ti, tuyệt đối không thể đột phá khỏi ba mảng kiếm hải, mà nếu thuần quân muốn giết người, ngay cả công đức pháp thể của địa tạng vương của âm ti cũng khó có thể chống đỡ được sức mạnh hủy diệt của ba mảng kiếm hải. Và lại ở đây không chỉ có thuần quân, mà còn có một tạ ẩn chưa từng ra tay. Tuy nói nhân tộc sẽ không tham gia vào trận phong thần, nhưng với thân phận từng là đệ tử ma đạo của tạ ẩn, âm ti không thể không suy tính được. Im lặng hồi lâu, địa tạng vương thiên tôn phất tay mở cửa giới âm dương dẫn vào âm ti. Địa tạng vương thiên tôn, chúng ta cứ như vậy mà trở về sao? Giám sát sự nhân đạo không cam lòng hỏi, thắng hay thua là chuyện thường tình của nhà binh, hôm nay âm ti tính sai nước cờ, về sau tìm lại là được. Địa tạng vương thiên tôn thản nhiên nói, sau khi trở về, ta lập tức thỉnh cầu bắc âm đại đế đưa quân tới Đông Hải. Giám sát sự nhân đạo cay đắng nói xong, cũng là người đầu tiên bước vào cổng giới âm dương. Trong trận chiến này, tôi và Thùy Hỏa đã diệt hai quỷ đế của âm ti, phá hủy thanh kiếm minh ngục cửu phẩm Hồng Liên, một trận chiến gây chấn động tam giới. Tử thần Niết Bàn tám lần, đã chiến đấu hết mình với ba vị đạo tổ của âm ti, khiến họ không thể không suy tính lại chiến lực của ma đạo. Mà thuần quân viên mãn đại thành ba thanh kiếm thái cổ quay trở về, càng tăng thêm cho ma một chiến lực đạo tổ, khí số ma đạo phút chốc tăng vọt. Điều này khiến tôi rất hài lòng. Tuy rằng Ma đạo tổ sư trước kia cực kỳ cường đại, nhưng chính vì ông ấy một mình đi về phía trước quá xa, nên dẫn đến thời kỳ sau Ma đạo mới bất lực, khiến cho một phá quân hộ pháp Thiên Tôn đã có thể thi triển thần thông Quy Nguyên tịch tà cũng không theo kịp ông ấy. Đó là lý do vì sao Ma đạo bị thất bại nặng nề trong trận Phong Thần, bản thân Ma đạo tổ sư cũng bị Thiên đạo tính cho đường chết. Mà Ma đạo ngày hôm nay, sự tồn tại của sáu vị đạo tổ đã hình thành nên một cốt lõi thứ hai của Ma đạo. Cái gì có ưu điểm và nhược điểm tuy lần này ma đạo giết chết hai vị quỷ đế âm ti đã khiến khí thế của ma đạo tăng gấp đôi nhưng đồng thời cũng khiến tam giới càng ngày càng e ngại trước sự tồn tại của ma đạo trận phong thần đã bắt đầu nhân tiên hai đạo mãi vẫn chưa trực tiếp đối đầu cũng không đưa binh đến đông hải rất hiển nhiên tam giới đang đánh giá lại chiến lược của ma đạo thực ra thì mặc dù chiến tướng đỉnh cao của ma đạo rất tàn bạo và không sợ chết nhưng chỉ giới hạn trong những trận chiến quy mô nhỏ nếu đối đầu với một đội quân lớn với bối cảnh hiện tại của quy khư thì vẫn là yếu nhất trong tam giới ma đạo thánh điện quy khư tuyết dương bọn họ đang đợi cái gì tôi hỏi chắc là đang đợi nữ oa khương tuyết dương nói tiên đạo và nhân đạo đang kiềm chế lẫn nhau họ sẽ không dễ dàng tấn công ma đạo âm ty vẫn chưa hồi phục sau thất bại trong trận chiến ở núi xích cận cũng sẽ không tấn công ma đạo nhanh như vậy vậy nên chỉ có thể là đang đợi nữ oa lần trước khi nguyên phượng tổ sư Hy hòa hỏa thiêu oa hoàng cung phát hiện ra một lực lượng không xác định không thuộc về tam giới, đó có thể là nguồn gốc lực chiến trong tương lai của nữ oa. Lực chiến của nữ oa rốt cuộc là cái gì? Thùy họa hỏi, cờ chiêu yêu đã bị phá hủy, trong tam giới cũng không còn yêu tộc, tôi nghi ngờ lần này nữ oa có thể điểm một ít tướng từ vũ trụ hư không? Khương Tuyết Dương suy nghĩ một lát nói, ý của cô là tinh không cửa thú cùng với vực ngoại thiên ma. Thùy họa lại hỏi, đúng vậy, theo truyền thuyết, sâu trong hoa hoàng cung có một đại trận yêu nhiếp chư thiên, với trận pháp này, có thể triệu tập tinh không cửa thú và vực ngoại thiên ma để chiến đấu cho nữ oa. Chương 930, nhân quả thiên đạo 2. Tinh không cửa thú và vực ngoại thiên ma không thuộc về sức mạnh trong tam giới, liệu thiên đạo sẽ cho phép nữ oa làm điều này? Tôi hỏi, cậu đừng quên thái cổ thần ma cũng không thuộc về tam giới, Thùy Họa và Ali chẳng phải cũng tham gia vào trận chiến phong thần của ma đạo sao? Thiên đạo là thế, bất dư bù thiếu, nếu đã dung túng thái cổ thần ma đã cho phép trùng tụ thần cách, đương nhiên cũng sẽ đưa ra hình phạt tương ứng. Tinh không cực thú và vực ngoại thiên ma là một trong những thủ đoạn trừng phạt của thiên đạo. Khương Tuyết Dương nói, theo ghi chép của đạo tàng, sâu trong vũ trụ hư không không chỉ có độn khứ đệ nhất cùng sức mạnh hỗn độn nguyên sơ, đồng thời còn có vô số những sự tồn tại mạnh mẽ và nguy hiểm, tinh không cửa thú và vực ngoại thiên ma là hai trong số những sinh vật phổ biến nhất. Ngoài hai yêu thú ma hung này ra, theo truyền thuyết thì sâu thẳm trong vũ trụ hư không còn ẩn giấu một bá chủ cấp bậc lĩnh chủ, mỗi lãnh chúa hư không đều có chiến lược ngang với các thái cổ thần ma. Nếu lãnh chúa hư không đến nhân gian, vậy thì đối với chúng sinh mà nói thì chẳng khác nào là một trận tai họa cả. Tuy nhiên, với sức mạnh của nữ oa, chưa chắc sẽ triệu hồi được lãnh chúa hư không đến với tam giới, trừ khi thiên đạo có ý định hủy diệt toàn bộ nhân gian, hiện tại chúng tôi chỉ phải đối mặt với tinh không cự thú và vực ngoại thiên ma. Chiến lực của tinh không cự thú không thể đoán được, chỉ biết thú thân của chúng cực kỳ đáng sợ, thực sự là to lớn vô song, mỗi một cử động của chúng đều có uy lực hủy diệt trời đất. Mà sinh cơ thì lại vô biên, cực kỳ khó tiêu diệt. Còn về vực ngoại thiên ma thì càng là một sự tồn tại cực kỳ bá đạo. Nếu nói tinh không cử thú chỉ hủy diệt về mặt thân thể, thì vực ngoại thiên ma sẽ hủy diệt về phần thần hồn. Nếu như nữ oa sở hữu đồng thời cả hai loại binh chủng này đối quyết với ma đạo, có thể tưởng tượng ra được nó sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng như thế nào cho ma đạo. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy ngồi chờ sao? Thùy họa hỏi, chỉ có thể như vậy. Khương Tuyết Dương cười khổ đáp, nếu ma đạo bây giờ phái quân đến cung nữ oa thì tương đương với việc trực tiếp dâng quy khư cho âm ti. Vì vậy, cho dù chúng tôi có đoán được nữ oa sẽ thành lập một quân đoàn gồm tinh không cự thú và vực ngoại thiên ma để đối phó với chúng tôi, chúng tôi vẫn không thể làm gì được, chỉ có thể ở lại bên trong quy khư và âm thầm nâng cao thực lực. Trước mắt đã mấy tháng trôi qua, tam giới vẫn yên bình đến đáng sợ. Ở sâu trong hư không vũ trụ, ngoài vô số tinh không cự thú cùng vực ngoại thiên ma ra, còn có đang ẩn giấu những vương quốc được lãnh chúa hư không tạo ra. Mỗi lãnh chúa hư không đều có chủng tộc của riêng mình, họ sống ở sâu trong hư không của vũ trụ, âm thầm phát triển sức mạnh chủng tộc của mình và kỳ vọng một ngày nào đó sẽ đến với nhân gian. Nhân gian không chỉ là trung tâm kết nối tam giới với nhau mà còn là nguồn sống của vũ trụ, là nơi được trời chọn. Đáng tiếc nhân gian hiện nay bị thiên đạo khống chế, sau khi chứng kiến sức mạnh của thiên đạo diệt trừ tam giới, dù cho lãnh chúa hư không có mạnh đến đâu thì cũng không dám khiêu chiến với thiên đạo mà trước khi thiên đạo tìm thấy họ, họ đã nhất trí lựa chọn đầu hàng. Thái cổ thần ma tuy là bị thiên đạo diệt cỏ tận gốc, nhưng ba gói thần vực của Thái cổ tam giới lại không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có thể bị đuổi đi lưu vong. Theo thời gian, ở ba vùng đất lâu đời nhất trong vũ trụ hư không này đã sản sinh một thế hệ Thái cổ thần ma hoàn toàn mới. Phàm là vạn vật thì vượng quá át suy, tức nước vỡ bờ, thiên đạo cũng không ngoại lệ. Năm đó sau khi tiêu diệt Thái cổ thần ma, cướp đoạt nhân gian, thống nhất tam giới thiên đạo tưởng chừng đã trở thành chủ của vạn vật, nhưng vì có quá nhiều nên cũng vướng vào sự trùng điệp của nhân quả. Lúc đầu ông dùng trận chiến trên ván cờ mà suy luận ra huyền cơ vận mệnh, nhằm thoát khỏi lồng giam nhân quả, đáng tiếc cuối cùng lại chẳng thu được gì. Tuy rằng thiên đạo hiện tại vẫn không sợ khiêu chiến của thái cổ thần ma, nhưng bởi vì chính bản thân ông đã lôi kéo quá nhiều nhân quả, nên không thể một mình chống lại thái cổ thần ma như trước được nữa. Ba ngàn thái cổ thần ma chỉ là con số hư ảo, con số thực tế còn lớn hơn thế này rất nhiều. Thế nên, thiên đạo mới lựa chọn huấn luyện các lãnh chúa hư không làm tay sai của mình, chính là để ứng phó với khiêu chiến của thái cổ thần ma trong tương lai. Sở dĩ thiên đạo lần này nảy sinh ý định diệt thế, ngoài việc muốn thoát khỏi nhân quả của ván cờ tranh đấu ra, còn có một điểm khác chính là thái cổ thần ma của tam giới sắp sửa quý vị. Nên là, ông muốn sử dụng trận phong thần để loại bỏ hoàn toàn mọi nguy hiểm tiềm ẩn trong tam giới, đồng thời tập trung đối phó với khiêu khích từ tam giới thái cổ thần ma. chương 931, huyễn ma thái cổ một vực thẳm vũ trụ thái cổ ma giới ma từ tâm sinh đảm nhiệm trưởng quản sự điên rồ tai họa và hỗn loạn đây là định nghĩa về ma trong đạo tàng nhưng ma thực sự là như vậy sao nếu ma thật sự điên cuồng như vậy trước khi chúng hủy diệt thế giới sợ rằng đã tự hủy diệt mình trước rồi càng không thể sinh sôi phát triển thành chủng tộc vạn ma không thể không thừa nhận rằng ma chẳng phải kẻ thiện lành gì chúng rất giỏi mê hoặc lòng người và tẩy não đều là ngón nghề của chúng đây chính là bản năng sinh tồn cũng giống như yêu tộc khát máu cũng là bản năng của yêu tộc giống với việc tàn sát ngân hồ bạch vô nhai tuy nhiên bản thân bạch vô nhai lại là người trọng tình trọng nghĩa hầu hết ma vật đều không thể khống chế được dục vọng và bản năng của mình những loại ma vật như vậy quả thực không có lợi ích gì cho chúng sinh cần phải tiêu diệt thế nhưng vẫn có một số loại ma chúng không bị ham muốn mê hoặc chúng sẽ nghĩ về bản thân ham muốn vị trí bí ẩn trong sâu thẳm vũ trụ và cả giá trị tồn tại của chúng. Những loại ma như vậy mới là kẻ thống trị thực sự của thái cổ ma giới, chính vì sự tồn tại của chúng mà thái cổ ma giới mới không tự hủy diệt. Cứ trầm mê trong dục vọng sẽ chỉ mang đến một ma vật mang mầm mống tai họa và hỗn loạn, không bao giờ có thể trở thành chúa tể thực sự, bởi vì tầm nhìn của chính chúng đã định chắc rằng chúng sẽ không làm được gì. Tuy nhiên, ngay cả những ma đã học được cách suy nghĩ hợp lý, vẫn không thể rửa sạch tội lỗi của mình bởi vì trong suốt những năm tháng trưởng thành không ngừng nghỉ bàn tay của chúng đã nhuốm máu từ lâu vì vậy ma vì thế đã trở thành một tộc mãi bị nguyền rủa thái cổ ma giới từng bị thiên đạo hủy diệt toàn bộ đại lục bị xé nát không gian hỗn loạn hết thảy ma đều bị thiên đạo đuổi cùng giết tận đại địa bị thiên đạo xé thành vô số vực sâu cùng khe nứt núi non sụp đổ chúng sinh khô héo chỉ còn là một mảnh đất im lặng chết chóc giống như tàn tích của ngày tận thế vô số ngàn năm sau Thiên đạo để lại vết sẹo cho thái cổ ma giới đã được thời gian chữa lành, đại lục này lại một lần nữa bị ma ý bao phủ, một số ma tộc cấp thấp bắt đầu bỏ ra khỏi vực sâu, xây dựng gia viên của họ. Vạn vật đều tiến hóa từ thấp đến cao, ma tộc cũng không ngoại lệ. Ma tộc vốn ban đầu muốn tiếp tục sinh tồn thì cực kỳ khó khăn, bởi vì thường xuyên có tinh không cự thú của hư không vũ trụ đến đây tìm kiếm thức ăn. Ma tộc cấp thấp căn bản không phải là đối thủ của tinh không cự thú, chúng ẩn ẩn nấp nấp, 10 phần cũng chẳng còn một ai cho dù vậy ma vật vẫn không từ bỏ quyền kiểm soát vùng đất này lại tiếp tục trôi đi vô số năm ma tộc cuối cùng đã có được chỗ đứng vững chắc trên lục địa này đồng thời bắt đầu phân chia lực lượng tương ứng kẻ yếu bị kẻ mạnh săn lùng mở ra thời kỳ thịnh vượng của thái cổ ma tộc trong ngọn lửa chiến tranh cho đến ngày nay thái cổ ma giới sản sinh ra không biết bao nhiêu ma chủ mỗi một ma chủ lại giống với sự tồn tại của đạo tổ trong hệ thống của đạo môn nhưng mà Tộc Huyễn Ma từng được biết đến là một trong 12 ma tộc hùng mạnh nhất ở Thái Cổ Ma Giới vẫn chưa sản sinh ra ma chủ mới của riêng mình. Nguyên nhân là do ma chủ Thái Cổ Huyễn Ma đã chết đi ở nhân gian, huyết mạch thuộc về ma chủ cũng thất lạc trong nhân gian. Tộc Huyễn Ma dưới tình trạng không có ma chủ dẫn dắt đã phải chịu rất nhiều sự ức hiếp và sỉ nhục ở Thái Cổ Ma Giới, thường xuyên trở thành thức ăn của các ma tộc khác. Thậm chí dù cho bọn họ đã có thực lực hóa hình thành người thì cũng không biến thành người. Bởi sau khi biến thành người số phận của họ sẽ càng khốn khổ hơn, đặc biệt là những huyễn ma nữ xinh đẹp. Thế nhưng ngay cả khi họ không biến thành người, thì cũng có những ma tộc khác sẽ buộc họ hiện hình thành người, nhằm thỏa mãn dục vọng. Trong vạn năm dài đằng đẵng, tộc huyễn ma đã phải chịu đựng sự sỉ nhục và đấu tranh để sinh tồn. Nếu không nhờ khả năng sống sót cực kỳ mạnh mẽ của thái cổ huyễn ma thì đã tuyệt chủng từ lâu. Trong điều kiện sống khó khăn như vậy, họ vẫn nhớ được thân phận của mình, họ không sẵn lòng chấp nhận sự hỗ trợ của những ma tộc khác, càng không khuất phục làm nô lệ cho những ma tộc khác. Bọn họ là tộc nhân tộc Huyễn Ma, ma chủ của họ đã từng là Thái cổ Ma Vương và không chỉ là bá chủ Thái cổ ma giới một lần. Lãnh địa của Huyễn Ma, ma điện dưới lòng đất, hôm nay là ngày tộc Huyễn Ma tổ chức tế lễ để đánh thức huyết mạch của Huyễn Ma. Mặc dù điều kiện sống của tộc Huyễn Ma vô cùng khốn khổ, nhưng họ vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm lại danh dự đã mất đi. Cứ sau 100 năm, tộc nhân có thiên phú nhất sẽ được chọn ra âm thầm đánh thức huyết mạch huyễn ma trong ma điện dưới lòng đất, nhưng đáng tiếc là chưa bao giờ thành công. Cái giá của sự thức tỉnh thất bại là thân tử hồn tiêu, cả tộc huyễn ma đã hy sinh không biết bao nhiêu tộc nhân ưu tú. Chính vì điều này mà nghi lễ thức tỉnh sẽ được thay đổi từ 10 năm một lần thành trăm năm một lần. Một là không muốn có thêm bất kỳ tộc nhân xuất sắc nào chết trong nghi lễ này, để bảo toàn tinh anh cho tộc huyễn ma, hay là, nghi lễ thức tỉnh trăm năm một lần có thể chọn ra những tộc nhân có tu vi mạnh mẽ hơn và thiên phú cao hơn, gia tăng cơ hội thành công. Người tham gia buổi lễ thức tỉnh hôm nay là một huyễn ma trẻ tuổi tên là Thiếu Thần. chương 932, huyễn ma Thái Cổ 2. Ngay từ nhiều năm trước, Thiếu Thần đã hóa thân thành người. Sau khi hóa thân thành người, bọn họ vẫn tiếp tục tu luyện trong ma điện dưới lòng đất, mang theo niềm hy vọng của toàn bộ tộc huyễn ma. Mặc dù bản thể những huyễn ma rất gớm ghiếc và xấu xí nhưng hình dạng con người mà chúng biến thành lại vô cùng xinh đẹp, ưa nhìn. Thiếu thần trông cực kỳ tuấn tú, Làn da trắng bệch do nhiều năm không tiếp xúc với ánh sáng, đôi mắt sáng lạ thường như những viên ngọc quý lấp lánh. Trong 100 năm qua, thiếu thần đã hoàn thành vô số thử thách và trở thành thiên tài trói sáng trẻ tuổi nhất trong bộ tộc. Tộc huyễn ma đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện những thiên tài trẻ tuổi xuất sắc như vậy. Ngay cả đại trưởng lão đã chủ trì 5 lần nghi thức thức tỉnh cũng tin rằng thiếu thần có hy vọng đánh thức huyết mạch huyễn ma lớn nhất. Mặc dù thiếu thần đã dành gần như cả cuộc đời của mình lớn lên trong ma điện, nhưng cậu ấy vẫn biết tất cả về những trải nghiệm đau khổ của tộc nhân mình bên trên mặt đất. Lúc đầu cậu vô cùng tức giận, nhưng cậu cũng biết rằng, sự tức giận mà không có sức mạnh thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Vậy nên, cậu đã biến nỗi đau buồn và phẫn nộ của mình thành sức mạnh, đè nén ham muốn bản năng của huyễn ma, khổ sở tu hành trong ma điện hàng chục năm. Ngay cả khi chị gái của cậu bị tộc Xà Ma làm nhục đến chết, cậu cũng không rời khỏi ma điện. Có người nói cậu là kẻ vô tình nhưng không ai biết cậu phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn mới có thể đè nén được tâm trạng suy sụp của mình. Hôm nay là ngày để cậu chứng tỏ bản thân, cậu có đủ tự tin để tin rằng thức tỉnh thành công. Nghi thức đã sẵn sàng, thiếu thần mang theo niềm hy vọng của cả tộc, chậm rãi đi về phía tế đàn. Lúc này đây, trong ma điện, ai nấy trong lòng cũng đều căng thẳng. Bàn tay của đại trưởng lão huyễn ma không ngừng run rẩy, những trưởng lão khác cũng dán chặt mắt vào thiếu thần. Thánh nữ huyễn ma trẻ tuổi hiểu lộ môi mím chặt lại, hàm răng trắng tinh đã bị cắn đến đỏ cả, từng hạt máu tròn nhỏ dì ra. Giống như thiếu thần, gần như dành cả cuộc đời của thánh nữ cũng là lớn lên ở ma điện. Tuy nhiên, giữa hai người rất ít lời nói, sứ mệnh trên vai quá nặng nề, khiến mọi tình cảm giữa họ đều trở thành sự im lặng. Nhìn người trong tim từng bước hướng tới tế đàn nơi vô số sinh mạng đã bị lấy đi, trái tim hiểu lộ đau nhói. Nhưng dù vậy, cuối cùng cô cũng kìm lại được ngàn lời sắp thốt ra từ tận đáy lòng. Bởi vì cô sợ thiếu thần sẽ phân tâm. Muốn đánh thức huyết mạch của ma chủ, thì phải sử dụng tim ma thuần khiết nhất để cảm ngộ truyền thừa của ma chủ. Một khi tim ma có mối bận tâm, sẽ rất khó thành công. Cái giá của sự thất bại là chết. Cuối cùng, thiếu thần chân trần tóc xóa bước lên tế đàn, đứng ở chính giữa pháp trận thức tỉnh. Cậu chậm rãi quay người lại, đôi mắt sáng ngời quét qua từng người trong ma điện, vẻ mặt ôn hòa bình yên. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng trên người hiểu lộ, tuy là không nói một lời nào, nhưng trong mắt cậu như chứa hàng ngàn câu từ. Cô quay người lại một cách quả quyết, vai cô run run. Khoảnh khắc quay người lại, nước mắt đã tuôn trào không ngừng. Nghi thức triệu hồi bắt đầu, ngọn lửa ma thuật màu đen xung quanh nghi lễ bắt đầu bốc cháy dữ dội, càng lúc càng cháy mãnh liệt, chẳng mấy chốc ngọn lửa giống như thủy triều, nuốt chửng bóng dáng của thiếu thần. Thiếu thần chịu đựng nỗi đau bị đốt cháy bởi ngọn lửa ma, trong ngọn lửa ma, cậu điên cuồng lĩnh hội và biểu diễn lại công pháp mạnh nhất thuộc về tộc Huyễn Ma, Ma ảnh trùng điệp. Ma ảnh có thể đối kháng lại lửa ma bảo vệ chân thân của thiếu thần. Nếu cậu có thể cả thể xác và thức thần sống sót trước khi lửa ma được dập tắt, thì tộc huyễn ma sẽ sinh ra một ma chủ mới của riêng họ. Còn nếu ma ảnh bị lửa ma đốt cháy trước thời hạn, thì thiếu thần sẽ trực tiếp bị diệt thành cho bụi, chút ít thần niệm cũng không còn sót lại. Thời gian trôi qua chậm rãi, mỗi giây đều vô cùng dần vặt. Một thiếu thần lớn mạnh có thể triệu hoán 10 tầng ma ảnh, hiện đã bị đốt cháy hết 8 tầng, mà lửa ma không có dấu hiệu dập tắt. Cuối cùng, Tầng ma ảnh thứ 9 đang cố gắng chống đỡ cũng bị lửa ma đốt cháy, thiếu thần triệu hồi tầng ma ảnh cuối cùng. Tuy nhiên, ngọn lửa ma thuật vẫn cháy lên điên cuồng và chẳng bao lâu sau, tầng ma ảnh thứ 10 của cậu đã ở bờ vực sụp đổ. Lúc này, vô số người bắt đầu âm thầm rơi lệ trong lòng, vô số người lại hỏi tại sao. Một huyễn ma hoàn toàn mới chỉ biết phương pháp nghi lễ thức tỉnh, nhưng không ai biết cần bao nhiêu tầng ma ảnh mới có thể thức tỉnh được huyết mạch của ma chủ. Vì vậy, họ chỉ có thể thử đi thử lại. Từ lần đầu tiên ai đó có thể triệu hồi được một tầng ma ảnh thì đã bắt đầu thử rồi. Thiếu Thần có thể triệu hồi 10 tầng ma ảnh, đã là điều mà chưa ai trong tộc Huyễn Ma từng làm được. Nếu ngay cả cậu cũng thất bại, liệu Huyễn Ma có thực sự sẽ sinh ra ma chủ mới của mình không? Cuối cùng, tầng ma ảnh thứ 10 của Thiếu Thần sắp bị ngọn lửa thiêu rụi, cậu bắt đầu rên lên đau đớn. Lửa ma thiêu đốt, dù một người giỏi nhẫn nhịn đến đâu thì cũng khó lòng chịu được. Ma ảnh bị thiêu rụi, Thiếu Thần hét lên đau đớn âm thanh như con dao từng chút một cứa lên tim ma của thánh nữ. Ma cũng có cảm tình, mắt thấy người yêu sắp bị thiêu dụi thân thể, thánh nữ đột nhiên lao mình về phía tế đàn, như thiêu thân lao vào lửa. Khi các trưởng lão huyễn ma muốn ngăn cản lại thì đã quá muộn. Nhìn hai bóng người quấn lấy nhau trong lửa ma, khuôn mặt các trưởng lão đầy nước mắt. Thiếu thần thất bại rồi, mà thánh nữ cũng đi cùng cậu. Hai trong số những thanh niên xuất chúng nhất đã mang đến đòn đả kích tàn khốc nhất cho tộc huyễn ma. Tuy nhiên, vào thời điểm ngọn lửa ma thuật chuẩn bị đốt cháy hai người họ thành cho bụi, thì đột nhiên một vòng xoáy hư không đen tối tỏa ra ma ý thuần khiết vô tận xuất hiện phía trên tế đàn. Ngay khi vòng xoáy hư không hắc ám hình thành, nó lập tức bắt đầu điên cuồng nuốt chửng ngọn lửa ma thuật trên tế đàn. Một lát sau, tất cả lửa ma đều bị vòng xoáy hư không hắc ám nuốt chửng. Chương 933, Huyễn Ma vực dậy 1. Vòng xoáy hư không hắc ám nuốt chửng tất cả lửa ma, giải thoát đội oán lữ trên tế đàn. Cơ thể của thiếu thần và hiểu lộ đã bị ngọn lửa ma thiêu rụi, chỉ còn sót lại hai luồng thần hồn quấn chặt lấy nhau. Linh hồn cũng rất mỏng manh, nếu không phải vòng xoáy hư không hắc ám kịp thời nuốt chừng lửa ma thì bọn họ sẽ chẳng còn lại gì. Sau khi nhìn thấy thần hồn của thiếu thần và thánh nữ vẫn còn ở đó, đại trưởng lão thở dài một hơi. Đối với huyễn ma mà nói, thứ quý giá nhất chính là thần hồn, mà thể có thể kết hợp với ma ý để trùng tụ lại, nếu không còn thần hồn thì sẽ thực sự bị tiêu diệt bây giờ mọi người đều tập trung thần niệm của mình đến chỗ vòng xoáy hư không hắc ám huyền bí phía trên tế đàn không ai biết nó đến từ đâu và tại sao nó lại xuất hiện ở đây trên thực tế các huyễn ma không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài trên con đường bí ẩn dẫn đến ma điện dưới lòng đất là nơi ở của những dũng sĩ mạnh mẽ của ma tộc trong những năm tháng qua đi họ đã phải chịu đựng nhục nhã và âm thầm bảo vệ ma điện trừ khi một ngày nào đó những huyễn ma sinh ra một ma chủ mới nếu không họ sẽ không bao giờ lên lại mặt đất Ngoài các lớp lính canh nghiêm ngặt và các dũng sĩ huyễn ma ra, bản thân ma điện cũng được che giấu bởi những huyễn ma cùng với pháp trận mê huyễn độc đáo của những huyễn ma, nên người ngoài sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của huyễn ma. Cho dù là trong nội bộ tộc huyễn ma cũng chỉ có một số ít tinh anh mới biết đến sự tồn tại của ma điện, đối với phần lớn huyễn ma mà nói, ma điện chỉ tồn tại trong tưởng tượng của bọn họ. Những huyễn ma có thể đến ma điện tham dự lễ thức tỉnh ngày hôm nay, chắc chắn là những người ưu tú trong số những người ưu tú, những người này là trụ cột của những huyễn ma và là nền tảng bảo vệ gia tộc. Trên người của họ đang chảy dòng huyết mạch thuần khiết nhất của huyễn ma, mà họ cũng phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề là khôi phục lại tộc huyễn ma. Vì vậy, khi những người này cảm nhận được vòng xoáy hư không hắc ám, sâu trong lòng bọn họ vô cùng bất an. Tuy không biết nó từ đâu đến, nhưng sự xuất hiện của nó ở đây đã để lộ một điều, mà điện huyễn ma đã không thể bảo vệ bí mật của mình nữa. Chúng huyễn mà nhìn chằm chằm vào vòng xoáy hư không hắc ám phía trên tế đàn, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Thần niệm từ trong vòng xoáy hư không hắc ám truyền đến cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả đại trưởng lão vốn đã tương đương với cảnh giới của đạo tổ cũng cảm thấy áp lực. Không hề nghi ngờ gì nữa, nếu vòng xoáy hư không hắc ám là kẻ thù của Huyễn Ma, thì thứ nó mang đến chắc chắn sẽ là tai họa diệt tộc. Đại sảnh của Ma Điện im như tờ, sự hoảng loạn cùng cực mang lại áp lực lớn đến mỗi việc thở cũng thấy khó khăn. Vòng xoáy hư không hắc ám vẫn đang quay cuồng, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm đi. Ngay khi có người đề nghị thực hiện hành động quyết đoán để đánh bại mối nguy hiểm tuyệt chủng tiềm ẩn trong vòng xoáy hư không hắc ám kia, tia thần niệm mà đại trưởng lão thăm dò vào sâu trong vòng xoáy hư không hắc ám cuối cùng cũng đáp lại. Ông ta ngăn lại đề xuất tấn công vào vòng xoáy hư không hắc ám và ra hiệu cho các tộc nhân im lặng chờ đợi. "Đại trưởng lão, người đã tìm được gì trong vòng xoáy hư không hắc ám vậy?" Một dũng sĩ vạn ma cao cấp hỏi, "Mặc dù ta không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng ta có thể nói cho các người biết" thần niệm cường đại bên trong không hề có ác ý. Đại trưởng lão đáp, nghe ông ta nói như vậy, bầu không khí cực kỳ căng thẳng, đè nén trong ma điện lập tức dịu đi rất nhiều, nhưng không ai dám hoàn toàn thư giãn trước khi sự thật được phơi bày. Dũng sĩ huyễn ma vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù từ vòng xoáy hư không hắc ám bất cứ lúc nào. Cuối cùng, vòng xoáy hư không đen tối đã ngừng quay. Từ bên trong bước ra một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp mặc áo choàng đen. Ngay khi người phụ nữ xuất hiện, thần niệm to lớn và vô tận bao trùm toàn bộ ma điện. Rất nhanh chóng đã lan rộng khắp toàn bộ khu thành lũy dưới lòng đất, tiếp tục từ đó mà lan lên trên mặt đất, rồi truyền đến trái tim của mỗi tộc nhân tộc huyễn ma. Lãnh thổ của huyễn ma rất nhỏ, chỉ bằng một phần nhìn của huyễn ma ở thời kỳ hưng thịnh. Không những nhỏ mà địa thế còn rất xấu, ma ý mỏng manh, thiên địa gió bão cùng vực sâu tà khí kết hợp lại. Thật sự không thích hợp để sinh sôi nảy nở, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có ở đây, Tộc Huyễn Ma mới có thể thoát khỏi sự xâm lược vô tận của thế lực bên ngoài. Khả năng sinh tồn của Huyễn Ma rất mạnh mẽ, sự chèn ép từ những ma tộc khác khiến họ biến vùng đất chết thành môi trường sống của riêng mình. Mặc dù họ đã nhẫn nhịn như vậy nhưng vẫn thường có những con xà ma, chu ma và các ma tộc mạnh mẽ và độc ác khác thường xuyên đột nhập vào lãnh thổ của Huyễn Ma, ngược đãi con dân của tộc Huyễn Ma. Mà thậm chí cả tộc Huyễn Ma cũng không dám phản kháng, chỉ có thể chạy trốn đến một nơi chết chóc đầy nguy hiểm hơn. Nhằm thoát khỏi sự truy lùng và săn bắt của các chủng ma tộc khác. Chương 934, Huyễn Ma vực dậy 2. Ngay khi người phụ nữ bước ra khỏi vòng xoáy hư không tối tăm, một khu cư trú phía đông ở mặt đất của Huyễn Ma vừa mới trải qua một họa nạn cướp bóc. Không biết có bao nhiêu huyễn ma đã trở thành thức ăn trong bụng sa ma, hài cốt cũng không còn, ma huyết đã nhuộm đỏ cả khoảnh đất đó. Huyễn Ma chưa hóa hình thành người, thì chỉ thích hợp làm khẩu phần ăn của sa ma. Còn những huyễn ma đã hóa hình thành người thì bị xà ma bắt về, xà ma bất luận nam nữ cũng đều cưỡng bức, hứng chịu một kiếp số càng thê thảm hơn. Những con dân huyễn ma còn sống sót nhìn ma huyết vương vãi khắp mặt đất, sau nỗi đau xót đến cực điểm, thì sự mơ hồ bất tận từ sâu thẳm tâm hồn. Lẽ nào đây là số phận của họ sao? Tìm không thấy hy vọng nào, hay đúng hơn, hy vọng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của họ. Họ hy vọng rằng trong tộc huyễn ma cũng sẽ xuất hiện một ma chủ mới, bảo vệ họ, cho họ hy vọng và cho họ dũng khí và niềm tin để sống tiếp. Họ không mong cầu một ma chủ cường đại trong vạn như thái cổ ma giới khi trước, họ chỉ muốn có thể yên ổn qua ngày. Sa ma, ma tộc hạng ba trong thái cổ ma giới mà huyễn ma của họ bây giờ thậm chí còn không bằng ma tộc hạng ba. Vào lúc họ đang đau đớn và lạc lối, một luồng thần nhiệm mạnh mẽ quét qua tim họ, tiêm vào họ một sức mạnh bình yên và ấm áp. Tất cả những huyễn ma cảm nhận được sức mạnh này đều đồng loạt bị chấn động sau khi hỏi lẫn nhau thì đều nhận được câu trả lời giống nhau các huyễn ma bắt đầu khóc lóc thảm thiết và rơi nước mắt vì sung sướng tất cả các huyễn ma trên mặt đất đều tập trung ở lối vào của ma điện theo chỉ dẫn thần niệm đây là nơi tử địa hung hiểm nhất của ma điện bình thường bọn họ không có dũng khí đi tới đây nhưng hôm nay bọn họ đều đã tới kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu và cùng nhau đi đến nơi này những cơn gió vô tận và sự bóp nghẹt của thần niệm ập lên ma thể của họ đau đớn không thể chịu nổi nhưng cũng không thể lấy đi niềm vui trên khuôn mặt của họ vào lúc này vô số huyễn ma đã hóa thành hình người những người trước đây không đủ sức mạnh cũng đột nhiên có được sức mạnh để hóa thân thành hình người con dân huyễn ma canh giữ lối vào dẫn đến ma điện dưới lòng đất tất cả đều xếp thành hàng và ưỡn ngực tự hào trong ma điện sau khi người phụ nữ hiện thân vòng xoáy hư không hắc ám đã biến thành ma ý thuần khiết vòng óng và bao bọc lấy chùm thần hồn mong manh của thiếu thần và thánh nữ phía trên tế đàn sau khi xong xuôi người phụ nữ bắt đầu bước ra ngoài. Không ai dám cản đường cô, vì họ biết cô là ai. Đại trưởng lão theo sát phía sau người phụ nữ, mắt mũi tèm nhem, khóc như một đứa trẻ. Không biết có bao nhiêu người rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Người phụ nữ bước đi ngày càng xa, đội ngũ phía sau cô ấy càng kéo càng dài, tất cả dũng sĩ huyễn ma tinh nhuệ trong ma điện, thậm chí trong toàn bộ tòa thành dưới lòng đất cũng đều theo sau cô ấy. Cuối cùng, người phụ nữ bước ra khỏi lòng đất, chính thức đặt chân vào lãnh thổ của thái cổ ma giới đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây bởi đây là nơi sinh ra cô là quê hương của cô những người đứng trước cô phía sau cô có vẻ xa lạ nhưng lại bộc lộ cảm nhận nguyễn ma vô cùng thân thiết này chính là tộc nhân của cô trong ký ức của cô những tộc nhân này kiêu ngạo và hùng mạnh là một trong những ma tộc mạnh nhất trong thái cổ ma giới nhưng bây giờ cô không thể nhìn thấy niềm kiêu hãnh nào ở họ nữa yếu đuối và bất lực giống như một đứa trẻ mồ côi mất đi người thân Người phụ nữ dùng thần niệm khám phá xung quanh, rất nhanh chóng đã nhận thấy điều kiện sống hiện tại của tộc huyễn ma. Cô ngửi thấy mùi máu của các tộc nhân và nghe thấy tiếng khóc than của những oan hồn huyễn ma không cam lòng chết đi. Thậm chí cô còn nhận thấy rằng trong doanh trại của xà ma cố thủ ở phía đông, có một số con dân huyễn ma đang phải chịu sự tra tấn, dày vò. Người phụ nữ phát hiện càng nhiều, thì lửa giận trong lòng càng bùng lên. Nhưng mà, khi cô thu hồi lại thần niệm và đối mặt với đôi gò má đầy nước mắt, trái tim ma đã tế luyện 3.000 năm của cô lại trở nên dịu dàng, tràn ngập sự thương cảm và thương xót vô tận. Người phụ nữ thở dài rồi từ từ bay lên, từ giờ trở đi, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Những lời này vừa nói ra, con dân huyễn ma không thể đè nén cảm xúc trong lòng nữa, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Người phụ nữ nghe thấy cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, hai dòng nước mắt chảy ra từ đôi má thanh tú và tinh tế của cô ấy. Sau đó thân hình của nàng càng bay càng cao, khi đã ở nơi đủ cao trên bầu trời, dùng thần niệm truyền âm, âm thanh truyền ra bốn phương tám hướng thái cổ ma giới, huyễn ma hưng thịnh. chương 935, 10 vạn ma huyết một Kiêm hà quay về một cách mạnh mẽ, thể hiện cho việc thái cổ huyễn ma đã mở rộng vào thời đại quật khởi. Chuyện đầu tiên cô ấy làm là thả ra hồn của vạn ma trong vạn ma điện trở về cùng cô ấy, sau đó lợi dụng ma ý của thái cổ ma giới để đúc lại thân thể cho chúng. Đợi đến sau khi hình thái của vạn ma đã ổn định thì kiêm hà đem vạn ma nhập vào bên trong đại quân dũng sĩ huyễn ma, Bắt đầu mở rộng biên cương cho tộc huyễn ma Chi ma tộc đầu tiên mà kiêm hà tiêu diệt chính là tộc của xà ma Xà ma dù sao cũng chỉ là ma tộc tam lưu Xà ma chi chủ có chiến lực mạnh mẽ nhất bất quá cũng chỉ có chiến lực của đạo tổ bình thường Toàn tộc xà ma bị diệt, vô tận ma ý bị tộc huyễn ma nuốt sạch Tiếp đó kiêm hà thống lĩnh đại quân huyễn ma đi tẩy phạt nhện ma Nhện ma có số lượng rất nhiều, mất 2 tháng thời gian để diệt sạch tộc nhện ma sau khi diệt sạch nhện ma thì đại quân Huyễn Ma lần đầu tiên trong lịch sử có số lượng người xung quân đến hơn trăm vạn. Trong trăm vạn đại quân này thì số người trực thuộc tộc Huyễn Ma chỉ có 30 vạn, còn lại 70 vạn toàn bộ đều là những người của các tộc khác bị bắt làm nô lệ, trên người bị khắc lên lạc ấn tinh thần của tộc Huyễn Ma. Ma do tâm sinh, thứ mà Huyễn Ma giỏi nhất chính là khống chế lòng người. Ma tộc bị khắc lạc ấn tinh thần của Huyễn Ma thì sau này chỉ có thể chiến đấu vì Huyễn Ma. Cách đánh của Kiêm Hà chính là dùng chiến đấu để nuôi dưỡng chiến đấu sau khi xử lý sạch sẽ ma ý của tộc nhện ma thì liền bắt đầu càn quét ma tộc lớn nhỏ ở phía đông của thái cổ ma giới, càng đánh thì binh lực càng hùng hậu. Đợi đến sau khi hoàn toàn diệt sát hết cả tộc mỹ ma nhị lưu, thì tộc huyễn ma dù là chiến lược hay sĩ khí đều đã đạt đến đỉnh phong. Sau khi diệt sạch tộc mỹ ma thì tộc huyễn ma đã thống trị vùng đất phía đông xa xôi của thái cổ ma giới từ gốc đến ngọn, lấy lãnh địa của tộc mỹ ma làm trung tâm, bắt đầu xây dựng gia viên của bản thân và xây dựng lại vạn ma điện. Sự vùng dậy của tộc huyễn ma đã khiến cho những ma tộc khác của thái cổ ma giới kinh sợ, bất quá bởi vì khu vực mà tộc huyễn ma sống cách xa khu vực thuộc địa trung tâm cho nên cũng không hề thu hút sự chú ý của những đại ma tộc ở thái cổ ma giới. Sau khi xây dựng lại vạn ma điện xong thì Kim Hà bắt đầu tự phong thần cho bản thân. Lúc trước cô ấy có huyết mạch của huyễn ma chi chủ nhưng vẫn mãi không hoàn thành nghi thức nhậm chức huyễn ma chi chủ, hơn nữa lúc đó Kiêm Hà cảm thấy nghi thức không hề quan trọng, việc cấp thiết cần làm nhất của huyễn ma là cần phải lập uy ổn định lại. Dưới sự dẫn dắt của cô ấy, Huyễn Ma đã không còn là ma tộc yếu đuối mặc người khác bắt nạt nữa, mặc dù bị hạn chế về số lượng nhân khẩu, vẫn chưa thể trở thành ma tộc nhất lưu nhưng mà chiến lực thực sự đã ngồi vững vàng lên hàng đỉnh phong của ma tộc nhị lưu. Nghi thức ma chủ thức tỉnh lần này vẫn do đại trưởng lão chủ trì, chỉ là không còn ở ở dưới lòng đất nữa mà là ở trên quảng trường của Vạn Ma Điện trên mặt đất. Kiêm Hà muốn toàn bộ tộc nhân cùng chứng kiến khoảnh khắc cô ấy trở thành ma chủ, muốn họ cảm thấy vinh dự vì cô, cùng chia sẻ vinh quang của cô. Tế đàn thực hiện nghi thức thức tỉnh hôm nay lớn hơn rất nhiều so với cái ở vạn ma điện phía dưới mặt đất kia, ma diễm cháy hừng hực, điên cuồng hơn bất cứ lúc nào. Trước đó nghi thức đơn sơ là bởi vì bản thân cô ấy lúc đó không có chiến lực mạnh. Hiện tại kiêm hà vô cùng mạnh mẽ, cho nên tế đàn thực hiện nghi thức thức tỉnh của cô ấy cũng phải có quy mô xứng với trình độ thực lực của cô ấy. Những ma tộc vô mới ngưng tụ ra thân thể sắc mặt có hơi trắng, còn những nguyễn ma khác thì tâm trạng cũng vô cùng khẩn trương. Trong vô tận năm tháng đã trôi qua. Huyễn Ma đã chứng kiến quá nhiều thất bại, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể kiên trì đến lúc ma diễm dập tắt. Kiêm Hà đã là ma chủ được bọn họ công nhận, trong lòng bọn họ thật ra không hề muốn cô ấy làm việc mạo hiểm này. Ma chủ với tư cách và uy vọng hiện tại của người đã có thể là một vị lãnh tụ xứng đáng của tộc Huyễn Ma rồi, cần gì phải hoàn thành nghi thức thức tỉnh này. Trước khi đi lên tế đài, đại trưởng lão nói ra lo lắng trong lòng. Người sợ ta sẽ thất bại, Kiêm Hà hỏi, ma chủ, chẳng ai biết được ma diễm sẽ cháy trong bao lâu thánh nữ hiểu lộ sau khi ngưng tụ lại được mang thân nói. Chuyện mà các người không biết, ta đều biết từ khi Kim Hà xuất hiện từ bên trong vòng xoáy hư không màu đen cho đến hiện tại thì cô ấy đều không hề nhắc đến lai lịch của bản thân, vậy nên chẳng ai biết được cô ấy chính là chất nữ của tộc huyễn ma trước kia. Càng không có ai biết được Kim Hà đã sống hơn mấy ngàn năm, cô ấy cổ xưa hơn nhiều so với bất cứ một ma chủ nào ở lục địa thái cổ ma giới này. Cô ấy không nhắc đến chuyện này là bởi vì không muốn thu hút cường địch trước khi bị huyễn ma vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Chương 936, 10 vạn ma huyết hai. Kiêm Hà có hùng tâm, cô ấy muốn thống nhất thái cổ ma giới, nếu như để cho người khác biết được cô ấy chính là chất nữ của tộc huyễn ma trước khi thiên đạo hủy diệt thái cổ ma giới vậy thì huyễn ma nhất định sẽ gặp phải tai họa diệt tộc. Bởi vì bất cứ ai đều hiểu rõ một chất nữ của tộc huyễn ma có thể trốn thoát dưới tay của thiên đạo từ thời thái cổ cho đến hiện nay có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới này đây chính là kẻ nghịch thiên chân chính, cũng là lựa chọn tốt nhất cho vị trí thái cổ ma đế. Ma tộc của thái cổ ma giới cạnh tranh nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa thể chọn ra được một ma đế khiến cho mọi người đều tin phục, nếu như Kim Hà để lộ thân phận của bản thân vậy thì thứ đầu tiên mà cô ấy nhận được tuyệt đối không phải là sự công nhận của vạn ma mà lại là thù hận của vạn ma. Muốn ngồi chỗ mà không ai ngồi được thì phải chịu được thứ mà không ai chịu được, Kim Hà muốn thượng vị, việc đầu tiên cần làm chính là tăng sức mạnh của bản thân và tăng thực lực của cả tộc huyễn ma lên. Trước khi chưa thể chắc chắn được chiến lực của tộc huyễn ma có để trở thành ma tộc mạnh nhất thì kiêm hà tuyệt đối sẽ không để lộ lai lịch chân chính của bản thân. Nghi thức thức tỉnh ma chủ lần này không chỉ giúp cho kiêm hà ngồi vững vào danh phận của ma chủ, đồng thời còn có thể giúp cô ấy tăng thực lực của bản thân lên. Bản thân kiêm hà hiện tại có thực lực của đạo tổ, phối hợp với 12 phân thân kính tượng thì liền có thể xuất ra chiến lực của trí cường đạo tổ, đây đã xem như là trình độ đỉnh cấp của thái cổ ma giới. Nhưng mà kiêm hà biết rõ, nếu như cô ấy muốn thống trị mảng đại lục này thì chỉ chút thực lực đó căn bản không đủ, bản thân cô ấy bắt buộc phải tăng chiến lực lên tới cảnh giới trí cường đạo tổ. Trước khi bước lên tế đàn kiêm hà đối mặt với hơn 10 vạn tộc nhân nói, trước nay chưa từng có ai biết được phải dùng đến bao nhiêu ma ảnh mới có thể dập tắt được ma diễm. Hôm nay để ta nói cho các người biết đáp án, thức tỉnh ma chủ cần phải có 13 đạo ma ảnh mới có thể chịu được nỗi đau khi bị ma diễm thiêu đốt. Kiêm hà nói, tượng trưng cho thân phận của 13 thái cổ huyễn ma chi chủ. Trong truyền thuyết, ở Thái Cổ Ma Giới vào thời Nguyên Thủy, có một ngày Thái Cổ Ma Đế Bảy Yến tiệc chiêu đãi 12 ma chủ của 12 ma tộc mạnh nhất. Lúc mời là 12 trí cường ma chủ, kết quả lại đến 13 vị, vị thứ 13 chính là huyễn ma chi chủ, huyễn ma chi chủ không mời mà tự đến, làm cho viêm ma chi chủ gây nên họa sát thần, hơn nữa dẫn đến tộc viêm ma bị tiêu diệt. Một ngày trước khi tổ chức yến hội, viêm ma chi chủ đã cầu kiến Thái Cổ Ma Đế, nói rằng hắn đã gặp một cơn ác mộng, có dự cảm sẽ bị người khác ám toán. Thái cổ ma đế và viêm ma chi chủ có giao tình sống chết, tình hữu nghị sâu nặng, nên lúc đó liền truyền lệnh tất cả ma vật của thái cổ ma giới, bao gồm chim thú thảo mộc đều không được làm tổn thương đến viêm ma chi chủ. Nhưng mà lệnh truyền của ma đế không hề truyền đến sồi ký sinh hắc ám bởi vì hắn cảm thấy loại thực vật yếu ớt vô năng không làm gì được này căn bản không cần đề phòng. Sau này huyễn ma chi chủ đã lợi dụng khe hở này, dùng sồi ký sinh hắc ám làm thành mũi tên lừa thương ma chi chủ, kẻ địch của viêm ma chi chủ ra mặt, đỡ tay hắn kéo cung nhắm chuẩn, liên thủ giết chết viêm ma chi chủ. Sau khi viêm ma chi chủ chết không bao lâu thì tộc thương ma liền thu tóm tộc viêm ma, từ đó 12 trí cường ma tộc liền chống mất một vị trí, tộc huyễn ma liền bổ sung vào. Bởi vì 13 đã giúp cho huyễn ma có được thân phận, địa vị cường đại, cho nên nó đã trở thành tượng trưng cho huyễn ma chi chủ. Chỉ cần là huyễn ma có thể triệu hoán ra 13 đảo ma ảnh thì mới có được thân phận của huyễn ma chi chủ. Huyễn ma hiện tại chỉ có truyền thừa thần thông bên trong huyết mạch nhưng lại mất đi đoạn lịch sử này của huyễn ma. Kim Hà lại chính là chất nữ của thái cổ huyễn ma đời đầu, đương nhiên có thể nhớ đến. Sau khi nghe Kim Hà nói về lai lịch của 13 thì đại trưởng lão mới hỏi, ma chủ, người hiện tại có thể triệu hoán bao nhiêu đạo? 12 kính tượng mà ta triệu hoán ra chính là 12 đạo ma ảnh của ta Kim Hà nói. Vậy chẳng phải là nói ngài cũng sẽ thất bại? Đại trưởng lão giật mình hỏi. Không sai. Nếu như ta chỉ dựa vào 12 đạo ma ảnh hoàn thành nghi thức thì tất nhiên sẽ thất bại, vậy nên ta cần các người giúp đỡ không biết ma chủ cần chúng tôi làm gì. Đại trưởng lão lại hỏi: "Hiến tế cho ta 10 vạn giọt ma huyết, dùng máu của các người ngưng tụ đạo ma ảnh thứ 13." Nói xong, Kiêm Hà nhấc tay triệu hoán ra một đạo kính tượng giống như bản thân cô ấy, kính tượng này rất nhạt, không có ngũ quan, giống như có thể tiêu tán trong không trung bất cứ lúc nào rồi bị gió thổi bay mất. Đây chính là đạo ma ảnh thứ 13 mà Kiêm Hà vẫn chưa hoàn thành, nếu như dựa vào bản thân cô ấy từ từ lĩnh ngộ thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Mà thứ cô ấy thiếu nhất chính là thời gian, cô ấy không thể nào mãi mãi ở lại thái cổ ma giới, cô ấy vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Rất nhanh đại trưởng lão đã chọn ra 10 vạn huyễn ma thành kính, sau đó để mỗi người bọn họ trích ra một giọt ma huyết. Đợi đến sau khi đạo ma ảnh thứ 13 của Kiêm Hà hấp thu giọt ma huyết cuối cùng thì liền lập tức hóa thành bộ dáng chân thật của bản thân cô ấy chương 937, Huyễn Ma Chi Chủ 1. Sau khi ngừng tụ ra đạo ma ảnh thứ 13 thì Kiêm Hà liền đem nó thu vào trong thân thể của cô ấy, sau đó cất bước lên tế đàn. Sau khi hình bóng của Kiêm Hà bị ma diễm nuốt chừng thì tất cả huyễn ma đều ngưng lại nhịp thở, chìm vào sự chờ đợi vô tận. Ma diễm thiêu đốt hừng hực, trong lúc đang đốt cháy thân thể của Kiêm Hà thì đồng thời cũng đang dày vỏ trái tim của tộc nhân cô ấy. Ma diễm càng cháy càng điên cuồng, đánh lửa mạnh lên từng chút một. Tộc nhân của tộc huyễn ma đã xem thường uy lực của ma diếm, cả một ngày trời trôi qua, ma diếm chẳng những không có dấu hiệu dập tắt mà ngược lại càng thiêu đốt mãnh liệt hơn. Đồng thời bọn họ cũng đã đánh giá thấp ma ảnh của Kim Hà, đạo ma ảnh đầu tiên thiêu đốt hết cả một ngày trời nhưng mà vẫn không có bị hủy diệt, lại trải qua một đêm dài đằng đắng, mãi đến buổi sáng sớm ngày hôm sau thì mới hoàn toàn bị ma diếm đốt cháy, đồng thời Kim Hà cũng triệu hoán ra đạo ma ảnh thứ hai. Nghi thức thức tỉnh lần này tổng cộng kéo dài hết ba ngày. Đợi đến ngày thứ ba khi đạo ma ảnh thứ 13 của Kiêm Hà bị thiêu hủy, thế nhưng ma diễm vẫn không có dấu hiệu dập tắt, bản thân Kiêm Hà bắt đầu thừa nhận sự thiêu đốt của ma diễm. Thời gian dần trôi qua, ma thân của Kiêm Hà đã bị ma diễm thiêu đốt từng chút một. Sau khi ma thân bị thiêu hủy thì ma diễm bắt đầu đốt cháy thần hồn của cô ấy. Thế nhưng mặc cho ma diễm điên cuồng tàn phá như thế nào thì thần hồn của Kiêm Hà cũng không hề bị tổn thương một chút. Thậm chí, trong trận tẩy lễ này của ma diễm, thần hồn của cô ấy ngược lại còn trở nên cứng cáp mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, ngọn lửa cũng đã dập tắt, thần hồn của Kiêm Hà chậm rãi mở mắt ra, nói: "Vạn ma chi ý, trọng tụ thân ta." Trong chốc lát ma ý của Thái cổ ma giới liền điên cuồng từ tứ phương tám hướng ngưng tụ lại bên trong thần hồn của Kiêm Hà, dùng thần hồn của cô ấy làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy ma ý vô cùng khổng lồ. Đợi đến khi ma thân của Kiêm Hà đã hoàn toàn đúc xong thì Thái cổ ma giới cũng đã sinh ra một vị bá chủ cường đại phi phàm, cấp bậc ma chủ Kiêm Hà có chiến lược cấp bậc đạo tổ, dựa vào 10 đạo huyễn ảnh kính tượng liền có thể sử dụng ra chiến lược của trí cường đạo tổ, mà hiện tại bản thân cô ấy đã có chiến lược của cảnh giới trí cường đạo tổ, hơn nữa cô ấy đã có thêm một đạo ma ảnh. Kiêm Hà có chiến lược trí cường đạo tổ, 13 đạo ma ảnh, nhìn khắp thái cổ ma giới hiện tại, ai có thể đối chiến với cô ấy một trận. Sau một tháng tu chỉnh Kiêm Hà bắt đầu thống lĩnh đại quân huyễn ma khuếch trương về phía Tây. Lại dùng thời gian một năm, Huyễn Ma rốt cuộc cũng hoàn thành thống nhất khu vực phía đông của Thái Cổ Ma Giới, chính thức đưa bản thân vào hàng ngũ nhất lưu của Thái Cổ Ma Giới. Trong một năm sát phạt chinh chiến vừa qua, đối thủ của Huyễn Ma đều là những ma tộc nhị lưu tam lưu, vẫn chưa từng giao tranh với những ma tộc nhất lưu. Không phải là không có những ma tộc nhất lưu đánh chủ ý lên người bọn họ, chẳng là do những người bảo trì trạng thái xem xét nhiều hơn, muốn xem xem tộc Huyễn Ma rốt cuộc có thể đi được bao xa. Quan trọng nhất chính là chiến lược mà Kim Hà biểu hiện ra ngoài thực sự quá khủng bố tất cả những kế hoạch mưu sát cô ấy trong quá khứ đều không thể làm tổn thương đến cô ấy chút nào, thậm chí đến chiến lược cực hạn của cô ấy cũng không thể dò xét ra được. Đối diện với một đối thủ cường đại như vậy, dưới tiền đề không động đến lợi ích của bản thân, thì không có một ma tộc nhất lưu nào đủ dũng khí để khởi xướng quyết chiến với tộc huyễn ma. Còn đối với những kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn ở thái cổ ma giới mà nói thì huyễn ma trước mắt vẫn chưa đáng để bọn họ ra tay đối với toàn bộ thái cổ ma giới mà nói thì khu vực phía đông chính là khu vực mà ma ý rất thiếu thốn căn cỏi địa hình cũng là nơi hung hiểm nhất tràn đầy địa sát cương phong địa bàn và ma ý mà huyễn ma khống chế được trước mắt căn bản không thể khơi dậy hứng thú cướp đoạt của trí cường ma tộc bọn họ đang đợi hành động khuếch trương tiếp theo của huyễn ma chờ đợi huyễn ma tiếp tục tích lũy căn cơ cuối cùng sẽ đem tất cả nỗ lực của huyễn ma biến thành quả ngọt của họ nghĩ thử xem với nhân khẩu hiện tại của huyễn ma nếu như tiếp tục khuếch trương ra thì nhất định sẽ dẫn đến nội bộ hư không, để cho người khác có thể nhân cơ hội lợi dụng. Phương pháp dùng lạc ấn tinh thần để chiêu mộ tù binh thành binh lính, cuối cùng không thể nào chân chính có được thống soái tài ba, thái của ma giới quần hùng giao tranh, kiêm hà nếu như chỉ dựa vào thực lực của bản thân để đánh bại quần hùng tứ phương, ngang ngược leo lên bảo tỏa của ma đế thì đây chính là một chuyện rất không thực tế. Cũng giống như ma đạo tổ sư năm đó, tuy rằng vô địch tam giới nhưng đến cuối cùng, kẻ thua vẫn là cả một ma đạo. Kiêm Hà cũng biết điều này, nếu như vẫn tiếp tục bành trướng nữa thì đối thủ của tộc huyễn ma chính là ma tộc nhất lưu có chiến lược mạnh mẽ. Huyễn ma không có ưu thế về số lượng, nếu như xuất hiện thương vong trên diện rộng thì nhất định đại quân sẽ tan tác, nếu như trí trí cường ma tộc cũng nhắm vào bọn họ thì rất có khả năng huyễn ma sẽ gặp phải tai ương diệt tộc. Trước mắt ở Thái Cổ ma giới có 36 chi ma tộc nhất lưu, trí cường ma tộc có 12 chi. chương 938, huyễn ma chi chủ 2 Trước khi thiên đạo diệt thế huyễn ma cũng là một trong 12 trí cường ma tộc, bất quá hiện nay bởi vì huyễn ma vẫn chậm chạp không có ma chủ được sinh ra, dẫn đến địa vị rơi xuống hết lần này đến lần khác, cuối cùng bị tộc viêm ma thay thế lần nữa. Sự phát triển của lịch sử đúng là tương tự đến đáng kinh ngạc, bởi vì địa vị một trong 12 trí cường ma tộc của huyễn ma chính là cướp được từ tay của tộc viêm ma. Đáng tiếc là đoạn lịch sử này không hề được người ở Thái Cổ Ma giới hiện nay biết đến, chỉ có bản thân Kiêm Hà biết thôi. Huyễn ma cần phải có thời gian để thích lũy căn cơ, mặc dù kiêm hà không có thời gian chờ đợi, nhưng thực sự không thể không tạm thời ngừng việc bành trướng lại. Nếu như vẫn tiếp tục khuếch trương thì cần có không chỉ là thực lực mà còn là cơ hội. Sau khi ổn định tình thế ở khu vực phía đông thì kiêm hà đã rời khỏi lãnh địa của tộc huyễn ma, một mình tiến về địa bàn của tộc thương ma, một trong 12 trí cường ma tộc, viếng thăm thương ma chi chủ. Địa bàn của thương ma nằm ở phía đông nam của thái cổ ma giới, cùng với tộc viêm ma ở phía tây nam phân chia toàn bộ khu vực phía nam. Lực lượng bổn nguyên của hỗn độn mà viêm ma và thương ma khống chế đều có liên quan đến hỏa diễm, chỉ có điều một bên đại diện cho hỏa diễm thiêu đốt vạn vật, một bên đại diện cho sự nung nóng từ sâu bên trong linh hồn. Thương tổn của viêm ma là sinh ra từ bên trong, trực tiếp công kích đến thần hồn, mà liệt diễm của thương ma lại chính là sự thiêu đốt từ bên ngoài, kẻ bị đốt thì thần hồn đều diệt. Giống như lúc trước vậy, hai đại trí cường ma tộc này chính là cường địch trời sinh, đều cho rằng bản thân nên thay thế đối phương, đều cho rằng lực lượng bổn nguyên hỗn độn của bản thân mạnh hơn. Kiêm Hà không phải đi đến tay không, trước khi cô ấy cầu kiến thương ma chi chủ thì đã đi đến chỗ sâu bên trong khe nứt của thái cổ ma giới, hái một cành hắc ám tạ ký sinh, vót thành một mũi tên nhọn, nếu như lịch sử tái diễn, vậy thì hắc ám tạ ký sinh chính là thần khí vô thượng có thể giết chết viêm ma chi chủ. Khi biết được huyễn ma chi chủ đến thăm, thương ma chi chủ đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn từ bỏ sự kiêu ngạo của thượng vị giả, hạ mình triệu kiến kiêm hà, bởi vì hắn rất tò mò. Một năm vừa qua huyễn ma chi chủ bách chiến bách thắng, không gì cản được, biểu hiện ra được chiến lược cường đại, truyền thuyết kể lại rằng cô ấy là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp. Lãnh địa của huyễn ma hiện tại cách thương ma rất gần, thương ma chi chủ đã sớm coi huyễn ma là một món ăn, chỉ đợi huyễn ma tiếp tục khuếch trương, tích lũy đầy đủ căn cơ thì tộc thương ma nhất định sẽ áp dụng chiến lược chiếm đoạt với tộc huyễn ma. Vậy nên thương ma chi chủ rất thích ý khi hiện tại có thể gặp huyến ma chi chủ một lần, để xem xem cô ấy có thực sự xinh đẹp Việt Luân như trong truyền thuyết hay không, thuận tiện cũng xem xem mục đích đến đây của cô ấy là gì. Thương ma ma điện, thương ma chi chủ nhìn thấy Kim Hà một thân một mình đến bái phỏng, lập tức bị kinh diễm. Người tên gọi là gì? Thương ma chi chủ cao cao tại thượng, bởi vì vẻ đẹp của Kim Hà mà thả chậm giọng nói lại. Huyến ma, Kim Hà gặp ta có chuyện gì? Thương ma chi chủ hỏi, ta có một vật có thể giết viêm ma chi chủ kiêm hà trực tiếp nói rõ ý đến. Làm càn, ta và viêm ma chi chủ thân như huynh đệ, làm sao có thể vô duyên vô cớ hại hắn. Thương ma chi chủ đầu tiên là sướng sờ, tiếp sau đó liền giận giữ mắng. Ô, xem ra ta đã đến nhầm nơi, cũng đã nhìn nhầm người. Ta cho rằng thương ma chi chủ có lòng muốn tranh đoạt ma đế, không ngờ đến lại không dám ra tay với cường địch. Kiêm hà lạnh lùng nói, nói xong liền quay đầu rời đi. Trong thương ma điện liền lập tức có ma điện vệ sĩ ra mặt ngăn cản, Kiêm Hà lập tức bạo phát uy áp thần niệm của cấp bậc chí cường đạo tổ, ép cho ma điện vệ sĩ không dám đến gần. Kiêm Hà vừa phát ra uy áp thần niệm, thương ma chi chủ liền lập tức bị chấn kinh, bởi vì uy áp thần niệm của Kiêm Hà ở trên cơ hắn. Nhìn thấy ma điện vệ sĩ bị chấn áp, thương ma hộ pháp trưởng lão lập tức xuất hiện, một đám chiến tướng thương ma có đẳng cấp cao, đại lĩnh tụ cũng lần lượt ngăn lại đường đi của Kiêm Hà. Đối mặt với sự vây công của đám người này, vẻ mặt kiêm hà không thay đổi, quay đầu nói với thương ma chi chủ, ta có 13 đạo ma ảnh, chỉ cần để bất cứ một cái nào chảy thoát ta đều sẽ không chết. Nhưng mà hôm nay nếu như ngươi ép ta phải tử chiến thì những thuộc hạ này của ngươi ít nhất phải đền vào phân nửa, xin thương ma chi chủ hãy quyết định cẩn thận. Tuy rằng thương ma chi chủ vô cùng phẫn nộ, nhưng sau khi cảm nhận được uy áp thần niệm mà kiêm hà phóng thích ra liền biết rằng cô ấy không hề khoác lác. Dám một mình tiến vào thương ma điện, chứng tỏ rằng cô ấy đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như ngươi dám làm càng ở bên trong ma điện của ta, ta nhất định huyết tẩy tộc huyễn ma thương ma chi chủ nói. Ha ha huyết tẩy tộc huyễn ma có thể giúp ngươi ngồi lên bảo tọa ma đế sao? Tổn thất ngày hôm nay, khẳng định sẽ khiến người vô duyên với ma đế kiêm hà cười lạnh nói. Nghe kiêm hà đề cập đến tranh giành ma đế, thương ma chi chủ lâm vào trầm mặc. Một tháng sau 12 trí cường ma chủ sẽ tụ tập ở núi Thánh Ma ở phía bắc cử hành vạn ma tế tự đại điện, đến lúc đó viêm ma chi chủ cũng sẽ có mặt, nếu như ngươi chịu hợp tác với ta, ta có thể cam đoan viêm ma chi chủ có đi mà không có về thấy thương ma chi chủ lâm vào do dự, kiêm hà lại tiếp tục dụ dỗ. Ngươi muốn gì, thương ma chi chủ hỏi ngược lại, ta muốn thương ma kết minh với huyễn ma, trợ giúp huyễn ma trở thành một trong 12 trí cường ma tộc ở thái cổ ma giới. Nực cười, huyễn ma yếu đuối vô dụng, vậy mà cũng dám nhòm ngó vào địa vị của 10 trí cường ma tộc. Yếu sao, ha ha kiêm hà cười ha ha một cái, chợt triệu hồi ra 13 đạo ma ảnh mỗi một đạo ma ảnh đều có chiến lực đạo tổ, phối hợp với bản thân cô ấy có chiến lực trí cường đạo tổ, cả một thương ma điện lập tức rơi vào trong một mối nguy cơ trước giờ chưa từng có. Khoảnh khắc này, ngay cả thương ma chi chủ, cùng là trí cường đạo tổ cũng cảm thấy nguy cơ sinh tử. Thực ra có một câu ta vẫn chưa nói, ta sợ nói ra sẽ làm tổn hại đến uy nghi của ma chủ ngươi cái gì. Nếu như thật sự ép ta trở mặt, thì giết ngươi chỉ dễ như trở bàn tay. Kiêm Hà nói, chương 939, Thái Cổ Ma Đế 1. Con đường sự nghiệp thái cổ ma ma đế của Kiêm Hà vô cùng gian khó, khác xa với huyễn ma trước đây. Huyễn ma ban đầu có ngàn vạn tộc nhân làm chỗ dựa vững chắc ở phía sau, binh lực hùng hậu. Huyễn ma ngày nay tuy đã nâng tầm bản thân trong hàng ngũ ma tộc, nhưng không phải nhờ vào sức mạnh của bản thân huyễn ma, mà nhờ sự lợi hại của Kiêm Hà và khoảng tầm trăm vạn đội quân tù binh. Một khi Kiêm Hà để lộ tham vọng thống trị thái cổ ma giới, ắt sẽ bị quần hùng vây bắt tóm gọn. Với sức mạnh tộc Huyền Ma hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì địa vị bá chủ Đông Bộ, tuyệt đối không đủ sức ủng hộ Kiêm Hà đăng cơ ngôi vị Ma đế. Vì thế, sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, Kiêm Hà đã từ bỏ kế hoạch xưng đế của mình. Cô ấy không có nhiều thời gian ở lại Thái Cổ Ma giới, thay vì mất ngàn năm gia tăng sức mạnh toàn diện của Huyền Ma rồi đăng cơ, không bằng giao lại cho kẻ khác và có được một người bạn đồng minh hùng mạnh. Chủ nhân Thương Ma là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cô ấy sau khi hai người thỏa thuận xong xuôi kiêm hà rời khỏi điện thương ma bắt đầu tiếp tục tuyên chiến với những ma tộc mạnh nhất đang bao vây ở xung quanh trong vòng nửa tháng đã lần lượt tiêu diệt hai nhóm ma tộc trần ma và nham ma giết chết ngàn vạn ma tộc kiêm hà biết rõ đạo tướng quân chỉ mỗi mình nguyễn ma thôi không đủ sức gánh vác nên lúc cô ấy ấy đánh chiếm ma tộc cũng không hề nương tay nhiệm tình quyết nhổ cỏ tận gốc diệt trừ hậu hoạn sau khi loại bỏ hai nhóm ma tộc lớn là trần ma và nham ma giải quyết mối nguy hiểm tiềm tàng bên cạnh mình cái danh tàn nhẫn độc ác lãnh khốc vô tình của chủ nhân Huyễn Ma đã vang xa khắp thái cổ ma giới, các nhóm ma tộc có lãnh địa gần cạnh danh giới của tộc Huyễn Ma đều nơm nớp lo sợ. Nhân lúc nỗi sợ đã lan rộng ngày một nhiều hơn, có ma chủ bắt đầu chạy đến 12 ma tộc hùng mạnh cầu xin cứu viện, đồng thời cũng có mấy ma tộc hùng mạnh dò ngó đến Huyễn Ma. Nhưng mà, lãnh địa của Huyễn Ma bây giờ đã liên kết với lãnh địa của Thương Ma, Thương Ma không có động thái nào. Những ma tộc hùng mạnh khác tất nhiên cũng không giải dột khai chiến đánh huyễn ma khi có thương ma kè kè bên cạnh. Lúc này đây thái độ của chủ nhân thương ma đã trở thành mối quan tâm lớn nhất của mọi người. Chỗ của mình làm sao có thể cho kẻ khác tái oai tác quái, tại sao thương ma cứ hết lần này đến lần khác dung túng cho huyễn ma làm loạn, điều này đã khơi dậy lòng cảnh giác của mấy ma tộc hùng mạnh khác. Có người nhanh chóng nghĩ ngay đến đại điển tế phúc vạn ma tại núi Bắc Địa Thánh Ma một tháng sau, trong buổi lễ lần này, sẽ bàn luận đến việc bầu chọn ra thái cổ ma đế. Trong 12 ma tộc hùng mạnh, thương ma chỉ được tính là cấp trung lưu, nếu chủ nhân thương ma muốn ngồi lên ngôi vị ma đế là chuyện vô cùng khó khăn, huống hồ gì thương ma còn có một kẻ địch không đội trời chung là viêm ma, tộc viêm ma nhất định sẽ không trơ mắt nhìn chủ nhân thương ma trở thành thái cổ ma đế. Nhưng mà, nếu như thương ma và huyễn ma liên minh, chắc chắn có thể gia tăng khí số của tộc thương ma. Nghe đồn chủ nhân huyễn ma đánh đầu thắng đó, sức mạnh khó lường, có thể triệu hồi 13 ảnh phân thân, có sự giúp đỡ của cô ấy, thương ma tất nhiên có được cơ hội lớn để đăng cơ làm thái cổ ma đế trong những năm qua, Ma tộc của Thái Cổ Đại Lục vừa phải tích cực sinh sôi nảy nở, xây dựng nhà cửa, đồng thời phải đối phó với sự xâm lược của tinh không cự thú từ vũ trụ hư vô và thiên ma bên ngoài thành. Thỉnh thoảng còn có thêm đám thủ lĩnh hư không tà ác từ mấy vương quốc xa xôi hẻo lánh kéo quân đến xâm lược, vì thế, Thái Cổ Ma tộc vẫn luôn không có cơ hội bầu chọn ra Thái Cổ Ma đế. Mà bây giờ tình hình đã đổi khác, Thái Cổ Ma giới vạn ma đã khôi phục Nơi đây đã không còn là mảnh đất cằn cỗi tiêu điều như ngày nào. 12 ma chủ hùng mạnh, mỗi người đều có sức mạnh chiến đầu tầm cỡ cấp bậc trí cường đạo tổ, đừng nói đám tinh không cự thú không muốn đâm đầu vào chỗ chết, ngay cả đám thủ lĩnh ngư không vốn dĩ rất lợi hai cũng không dám bước chân xâm phạm một tấc đất của đại lục. Thái cổ ma giới giờ đây đã được trải qua ngày tháng yên bình, cuối cùng cũng có thời gian bầu chọn người trị vị tối cao của mảnh đất này rồi. Vốn dĩ người hai vị ma tộc hùng mạnh hãm chân, chế ước lẫn nhau, hình thành sự cân bằng mỏng manh, đồng thời cũng khiến việc bầu chọn ma đế bị rơi vào bế tắc. Bởi vì không ai chịu phục tùng trước ai, nếu như một người nảy sinh hành vi tranh quyền đoạt lợi, sự ngay lập tức bị kẻ khác chèn ép. Bây giờ, tộc Huyễn Ma vùng dậy đấu tranh khí thế lấn lướt kẻ khác, trở thành hòn đá đánh tan sự yên bình mong manh đó. Thương Ma và Huyễn Ma tuy rằng không có công khai thành lập liên minh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Thương Ma đang âm thầm nâng đỡ cho Huyễn Ma. Có việc này làm tiền đề, những ma tộc hùng mạnh khác cũng lần lượt tìm kiếm đồng minh của riêng mình, hình thành nên liên minh chiến đấu ở mỗi nơi chương 940, Thái Cổ Ma Đế 2. Sự ra đời của liên minh chiến đấu, khiến toàn bộ Thái Cổ Ma chìm vào chiến tranh loạn lạc nhằm tranh đoạt ngôi vị Ma Đế. Không một ai may mắn thoát nạn, tất cả ma tộc, mặc kệ già trẻ lớn bé đều bắt buộc phải chọn đồng đội cùng chiến đấu. Đây chính là cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, kiêm hà vừa đến, đã mang lại chiến tranh và sự hủy diệt cho Thái Cổ Ma Giới. Nhưng mà, cũng giúp Thái Cổ Ma Giới củng cố sức mạnh. Bởi vì có một số năng lực, cần phải hủy diệt xong mới có thể trùng sinh. Mà nguồn năng lượng này, sẽ do kiêm hà dẫn dắt, cuối cùng hướng thẳng đến chỗ thiên đạo. Thái cổ ma giới mới tái sinh vẫn chưa biết sự tàn nhẫn của thiên đạo, nhưng mà kiêm hà biết rất rõ. Bây giờ thiên đạo muốn dồn hết sức chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần, ngay khi hắn thoát khỏi cuộc chiến phong thần, thì thái cổ ma giới sẽ hứng chịu kiếp nạn diệt phong. Vì thế, kiêm hà muốn khiến khỏi lửa chiến tranh thiêu dụi từng đất của thái cổ ma giới, sàng lọc ra những chiến sĩ mạnh mẽ nhất từ trong máu tanh và sấm sét để có sức mạnh tuyên chiến với thiên đạo. Một tháng sau, đại điển tế bái vạn ma tại núi Bắc Địa Thánh Ma chính thức bắt đầu. Vốn dĩ do 12 vị ma chủ hùng mạnh chủ trị đại điển tế bái, nhưng bởi vì kiêm hà đã xuất hiện nên tăng lên thành 13 người. Giữa lúc tế bái, chủ nhân viêm ma lên tiếng chỉ trích chủ nhân thương ma phá vỡ sự cân bằng vốn có, hai người tranh cãi kiệt liệt. Đại điển tế bái kết thúc, chủ nhân thương ma và kiêm ha mai phục đánh lén chủ nhân viêm ma trên đường trở về, kiêm hà khóa chặt khí cơ của chủ nhân viêm ma, trang bị cho thương ma một mũi tên bóng tối ký sinh sắc bén. Vốn dĩ chủ nhân thương ma vẫn còn nghi ngờ uy lực của mũi tên này, bởi vì nhìn trái nhìn phải thì cũng không cảm nhận được chút thần uy nào trong mũi tên bóng tối ký sinh. Nhưng mà đợi đến lúc ông ta bắn mũi tên nhắm thẳng vào chủ nhân viêm ma, mũi tên bóng tối ký sinh bỗng nhiên bạo phát ra uy lực hủy diệt vô cùng đáng sợ. Chủ nhân viêm đế chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh, cả người chìm trong ngọn lửa, ngay đến thần hồn cũng bị thiêu rụi sạch sẽ. Chủ nhân viêm ma đã ngã xuống, tin tức này khiến toàn bộ thái cổ ma giới chấn động. Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn đó là, chủ nhân thương ma không hề có ý muốn che giấu gì hết, thẳng thắn thừa nhận là chính ông ta đã giết chủ nhân viêm ma. Sau đó, nổ ra trận ác chiến giữa tộc viêm ma và tộc thương ma. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của tộc huyễn ma, tộc thương ma đã nhanh chóng xử lý gọn gàng quân chủ lực của tộc viêm ma. Đợi sau khi trận chiến kết thúc, tộc huyễn ma thành công thay thế vị trí của tộc viêm ma, trở thành một trong 12 ma tộc hùng mạnh. Đáp trả lại việc này, những ma tộc khác cũng hạ quyết tâm, bắt đầu đoàn kết hợp lực, cuối cùng hình thành nên 6 thế lực liên minh hùng hậu. Từ đó về sau, thái cổ ma giới chìm trong khói lửa chiến tranh loạn lạc. Tuy rằng chiến tranh vô cùng tàn khốc, nhưng sức mạnh chiến đấu của các dũng sĩ ma tộc cũng được gia tăng đáng kể. Khi lễ rửa tội bằng máu tanh và khói lửa đang diễn ra, mỗi ma tộc lớn đều thể hiện ý chí chiến đấu ngoan cường. Nhưng xét về nghệ thuật quân sự, gộp hết tất cả ma chủ cũng không sánh bằng Kiêm Hà. Bởi vì Kiêm Hà đã tham gia vô số cuộc chiến đẫm máu của ma đạo, và toàn bộ đều là cuộc chiến lấy ít thắng nhiều. Mới đầu là hai bên hợp tác chiến đấu, đợi khi Kiêm Hà lãnh đạo liên quân huyễn ma và thương ma, đã lần lượt đánh bại đại quân liên minh giữa ảnh ma và dạ ma, và đại quân liên minh băng ma và tuyết, toàn bộ ma tộc ở thái cổ ma giới đều đồng loạt nhắm vào huyễn ma và thương ma. Mà chủ nhân huyễn ma kiêm hà, chính là nguyên nhân khiến họ gặp đại nạn chiến tranh, liền trở thành kẻ thù không đội trời chung của vạn ma. Đáng tiếc khi họ tỉnh ngộ ra điều này thì mọi chuyện đã quá muộn, sau mỗi một chiến thắng vang dội, đều giúp liên quân huyễn ma và thương ma giành được quân đoàn tù binh lớn mạnh, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh vốn dĩ chính là ưu điểm trong chiến thuật đặc biệt của huyễn ma. Với lại kiêm hà còn nhờ vào sức hấp dẫn cá nhân, thu phục lòng trung thành của hai vị chủ nhân băng ma và tuyết ma. Liên quân huyễn ma và thương ma khai chiến với vạn ma ở núi Bắc Địa Thánh Ma, trận chiến đẫm máu kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, sự tàn phá hủy diệt lũ lượt kéo đến bao trùm khắp nơi. Trên dưới núi Thánh Ma chìm trong biển máu tanh, xác chết chồng chất phơi thay bên vệ đường. Cuối cùng chiến thắng nằm trong tay kiêm hà và chủ nhân thương ma. Đợi đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc, chủ nhân thương ma đăng cơ lên ngôi vị thái cổ ma đế. Nhưng mà, ai cũng biết, Kiêm Hà mới là thật sự thống trị mảnh đất đại lục này. Thật ra, ngay từ lúc đánh bại Liên minh Băng Tuyết, chủ nhân thương ma đã bị khuất phục trước sức mạnh chiến đấu và trí tuệ siêu phàm của Kiêm Hà, bằng lòng phụng sự cô ấy lên ngôi, nhưng đã bị Kiêm Hà từ chối. Thái cổ ma giới cần vị đế vương như cô, trước khi đăng cơ làm ma đế, chủ nhân thương ma chân thành nói Kiêm Hà: "Ông hãy trở thành vua của họ đi, tôi không làm được đâu, thế giới này trước kia thuộc về tôi, nhưng trái tim của tôi hiện giờ còn vương vấn thế giới khác." Vì thế, tôi đã không còn thích hợp ngồi lên ngôi vị đế vương nữa. Thế giới khác sao? Là ở đâu cơ? Nhân gian, có mấy lời Kiêm Hà không nói với chủ nhân Kiêm Hà, so với thân phận Thái cổ đế vương tôn quý, cô ấy càng xem trọng thân phận đệ tử của ma đạo hơn. Bởi vì, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Chương 941, quyết chiến nhân gian 1. Lúc Kiêm Hà đang đại khai sát giới tại chiến trường ở Thái cổ ma giới, tình hình nhân gian cuối cùng đã có chuyển biến mới. Trước đây là âm ti thân cô thế cô không dám mạo hiểm tấn công quy khư, nên vẫn đang ngóng trông chờ đợi hành động của cung hoa hoàng. Hai đạo nhân tiên cũng đang đứng ngoài lề âm thầm quan sát ma đạo, bởi vì sức mạnh chiến đấu mà ma đạo bộc phát tại núi xích cần quá đáng sợ, họ lo lắng dẫm lên vết xe đổ của 3.000 năm trước cần phải hợp sức ba giới mới đủ khả năng đánh bại ma đạo. Lỡ như mọi việc chuyển biến theo chiều hướng đó, hai đạo nhân tiên nhất định sẽ gặp bất lợi nếu hấp tấp đưa ra quyết định khai chiến. Phía âm ti, nhân đạo, tiên đạo, cùng hoa hoàng vẫn ám binh bất động, thì ma đạo đứng trước tình huống nguy hiểm bốn bề cũng không dám có bất kỳ động thái nào. Vừa không dám công đánh cùng hoa hoàng, vừa không dám chủ động dẫn quân xuống âm ti. Tình hình trận chiến cứ rằng co qua lại suốt mấy tháng liền, cuối cùng vẫn là nhân tộc giành trước phá tan sự yên bình. Bởi vì, khí số nhân tộc đã tiêu vong, sau khi khí số nhân tộc đã tận, nhân gian chìm trong hỗn loạn, đủ loại yêu quái hung thú, yêu ma quỷ quái đều ồ ạt à kéo đến tràn lan trên đại địa cửu châu dù tất cả học viện tu hành tại nhân tộc đều phái các tinh anh đến dẹp loạn, khoa linh dị điều động cả hạm quân đi chấn áp, nhưng cũng chỉ là dã tràng xe cắt biển động. Từ khi thời đại mạt Pháp kết thúc đến nay, thứ ổn định tình hình nhân tộc, giúp giữ vững lòng dân, vẫn luôn là khí số nhân tộc. Khí số nhân tộc suy tàn khiến nhân gian như nhìn thấy bóng dáng của ngày tận thế đang cận kề, khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi kinh hoàng, cái ác trong tâm của con người bị kích động. Đạo đức suy thoái, lễ pháp cũng không còn tồn tại. Dục vọng ẩn sâu trong lòng mất đi xiềng xích khống chế, bên trái là địa ngục, bên phải cũng là địa ngục. Trước tình hình nguy cấp này, nhân tộc bị phân chia thành hai cánh quân. Một nhóm trở thành đám cuồng tín thờ phụng thần minh, xem sự sống chết như đức tin. Nhưng thần minh khắp nơi đang đau đầu nhức óc chuẩn bị cho trận chiến phong thần, hoàn toàn chẳng có thời gian bảo vệ nhân tộc, nên bỏ ngoài tai tiếng ai oán than khóc của đám tín đồ. Nhóm khác cam tâm tình nguyện sa ngã vào bóng tối, đem linh hồn bán cho ác quỷ từ nay sẽ không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời. Ác nhân ác quỷ ác ma tụ tập thành một nhóm, lợi dụng nỗi sợ hãi trong lòng con người, biến nhân gian trở thành chốn địa ngục. Cái ác hoành hành dẫn đến sự tha hóa khốn khổ, cảm giác tuyệt vọng kinh hãi nhanh chóng lan truyền khắp nơi, chẳng mấy chốc đã khiến các đội quân nhân tộc tan rã, trực tiếp làm tê liệt hoàn toàn bộ hệ thống xã hội. Chỉ dựa vào sức của liên quân cửu lê do tạo ẩn phụ trách căn bản không thể dẹp yên chiến loạn ở nhân gian, khói lửa máu tanh tràn lan khắp nơi, nhưng họ vẫn muốn giữ gìn được cốt lõi của hoa hạ. Nhân gian hiện giờ, núi lệ đã trở thành khu vực trọng điểm của nhân tộc, cốt lõi của hoa hạ. Giải thích núi lệ hay lệ sơn là một ngọn núi ở Tây Bắc Tây An ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Hết giải thích, đến nỗi trở thành nơi mưu sinh của hàng trăm triệu người dân, nhưng đây thực chất là vực thẳm đau khổ sâu không thấy đáy. Đây chính là cái gọi là, đạo cao một thước ma cao một trường. Không còn có khí số nhân tộc chống đỡ, Chính nghĩa nơi nhân gian đã bị cái ác đè bẹp hoàn toàn, những người còn giữ lại chút lương thiện và tốt đẹp ở nhân gian đều đã tan thành mây khói. Hệ thống xã hội đã sụp đổ, kéo theo đó là những hệ thống sinh kế đa dạng được thiết lập bằng nhiều công nghệ hiện đại khác nhau để duy trì cuộc sống. Màn đêm buông xuống, nền văn minh đã tồn tại suốt mấy ngàn năm qua của nhân loại, dường như quay ngược về thời đại hỗn loạn chỉ trong một đêm. Nhân tộc chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, kêu trời thì trời không thấu, gọi đất thì đất không nghe. Ma đạo đình viện bắt đầu quần tinh, đứng trên đông hải, nhìn về mảnh đất đổ nát bị yêu ma xâm lấn của nhân gian, tôi trầm mặc không nói nên lời. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở nhân tộc, cho dù tôi làm ma đạo tổ sư đã nhiều năm, nhưng trong xương cốt tôi vẫn xem mình là một phần của nhân tộc. Chứng kiến cảnh đẹp đẽ trong quá khứ, từng bước bị cái ác và bóng tối nuốt chừng, trong lòng tôi cảm thấy đau đớn vạn phần. Trước đây tôi từng nhìn thấy ghi chép về thời đại hỗn loạn trong đạo tàng, thật không ngờ có một ngày tôi sẽ tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê lương này. Giữa đêm khuya lúc nằm chiêm bao, tôi dường như nghe thấy tiếng kêu thất thanh ai oán, tiếng than khóc thảm thiết của những người đang phải chịu đau đớn cứ văng vẳng bên tai, huyết lệ tuôn trào, bất kỳ ai nghe thấy cũng không thể kìm lòng được. Tôi đã từng xem qua cuốn phim đen tối nhất, cũng biết rõ sự độc ác tàn nhẫn của lòng người, tôi hiểu khi con người đối mặt với ngày tận thế, sẽ xuất hiện cảnh tượng thê lương đến nhường nào. Tự tàn sát lẫn nhau, hãm hiếp cướp bóc, cá lớn nuốt cá bé. Nước mắt của phụ nữ, tiếng khóc đói khát của trẻ em, tiếng than thở trách phận Tiếng la hét thất thanh của người đàn ông. Chương 942, quyết chiến nhân gian 2. Đại địa Cửu Châu đã chìm trong biển máu, khắp nơi đều tiếng khóc lóc thảm thương. Thời đại hỗn loạn trước đây còn có Tam đạo nhập thế cứu người, nhưng ngày nay, Tam đạo đang ở nơi nào? Chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài, quỷ thần minh minh, tự lực tự cường, khí số nhân tộc bất thình lình tiêu vong, đồng nghĩa với việc thiên đạo đã mất hết kiên nhẫn. Thiên đạo đang bức ép Ma đạo chủ động khai chiến bởi vì giáo lý ma đạo chính là vì chúng sinh vì thế hắn đẩy nhanh ngày tàn của nhân gian đến sớm hơn dự định lúc này nếu như ma đạo nhập thế thì bắt buộc phải khai chiến với âm ty mà chiến trường chính là nhân gian so với quân lực hùng hậu của âm ty ưu thế duy nhất của ma đạo chính là có vị trí địa lý nằm trên đông hải dù là đình viện bắt đầu quần tinh hay quy khư đều dễ thủ khó công có trận pháp phòng thủ do khương tuyết dương bố trí nếu như đánh nhau ở nhân gian thì ma đạo sẽ rơi vào thế bị động chịu đựng đòn tấn công ồ ạt của âm ti. Huống hồ gì, nếu mà đạo nhập thế, bắt buộc phải chia quân ra chiến đấu, như vậy càng dễ bị binh lực của âm ti nuốt chừng. Giáo lý của nhân đạo là vô vi nhi trị, bọn họ có thể làm ngơ mọi chuyện. Giải thích vô vi nhi trị nghĩa là tuy không làm gì cả nhưng thật chất không gì là không làm, hoặc có nghĩa là thuận theo tự nhiên. Hết giải thích, giáo lý của tiên đạo là tôn ti cao thấp, có nghĩa là bọn họ sẽ bàng quang đứng ngoài cuộc. Mà nếu như ma đạo chúng tôi cũng học theo họ, liền có thể tu đạo hay sao? Xuất binh đến nhân gian thôi, Tuyết Dương. Tôi nói, được, Tuyết Dương hiểu lòng tôi, dù biết quyết định này sẽ khiến ma đạo rơi vào kiếp nạn tai ương muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu, cô ấy cũng không nói ra một chữ phản bác. Nếu như ma đạo xuất binh đến nhân gian, tất cả những ưu thế mà chúng ta có đều sẽ tan thành mây khói rồi. Bác Minh Tú thở dài nói, thiên đường ở bên trái, nhưng ma đạo cứ thích rẽ phải mà. Tôi nói, nếu như chỉ có mỗi âm ti, chưa chắc đã thua, nhưng sợ là hai đạo nhân tiên sẽ nhân cơ hội này tập kích ma đạo. Bắc Minh Tú lại nói hai đạo nhân tiên sẽ không ra tay đâu, bởi vì nhân tộc cũng là nơi cốt lõi của bọn họ. Khương Tuyết Dương nói thiên đạo mất đi kiên nhẫn, muốn đẩy nhanh tiến độ của trận chiến phong thần thì bức ép ma đạo nhập thế cứu người chính là cách tốt nhất. Mà thiên đạo đã khoan dung cho nhân tộc đã lâu, trong lịch sử ghi chép lại không ít lần lòng dân đối địch với lẽ trời, không ít lần thách thức quy tắc do thiên đạo đặt ra thậm chí muốn dựa vào trí tuệ của bản thân xúc phạm điều cấm của thiên đạo. Vì thế, lần này thiên đạo không tiếp tục nương tay nữa, tàn nhẫn kết thúc khí số của nhân tộc, khiến nhân tộc phải quay ngược về thời đại hỗn loạn. Sau khi bàn bạc xong xuôi, ma đạo bắt đầu điểm tướng xuất binh đến nhân gian. Đề phòng việc cung hoa hoàng tập kích bất ngờ, tổ long nguyên phượng và thủy kỳ lân ở lại quy khư. Cự long bóng tối liếu chi nhung đóng quân chấn giữ đỉnh viện bắt đầu quần tinh, bởi vì thuộc tính bóng tối cũng cô ấy không thích hợp xuất hiện ở nhân gian đình viện bắt đầu quần tinh khởi động trận pháp bảo vệ toàn bộ vạn tộc quy khư đều đã sẵn sàng chiến đấu khởi động pháp trận phòng ngự núi bất châu với bấy nhiêu chiến lực nhiều nhất chỉ giúp ma đạo kiên trì được một giờ hoàn toàn không đủ sức chống lại đại quân cung hoa hoàng hoặc âm ti nhưng mà chúng tôi không thể phân bổ thêm nhiều quân số ở lại phòng thủ nữa nhân gian đang sống trong khoảng thời gian đen tối nhất ma đạo bắt buộc phải điều động toàn quân xuất kích dốc hết sức mình giúp đỡ nhân đạo dẹp yên chiến loạn binh tới lúc cần mới biết ít ỏi mà đạo trung quy vẫn còn yếu kém. Thiên đạo bất ngờ chơi chiêu này, tôi thật không hiểu hắn đang đánh giá quá cao ma đạo, hay đang lo lắng chuyện gì nữa. Với quân lực hiện giờ của ma đạo, chỉ cần đại quân Hoa Hoàng ập đến, chắc chắn khó thoát khỏi cuộc tấn công dồn dập của châu khất và nữ Hoa. Còn về nhân tộc, hưng thịnh tồn suy cũng chỉ nằm trong suy nghĩ của hắn mà thôi. Sau đó tôi mới biết, thiên đạo hấp tấp đến vậy, vốn không phải không thể tiếp tục khoan dung cho ma đạo, mà vì thái cổ tam giới sắp trở về, hắn phải sớm ngày kết thúc trận chiến phong thần, thoát khỏi nhân quả. Trước khi đại quân ma đạo xuất chiến, Phong chủ đã liên lạc với Tạ Uyển trước, để nhân tộc có mặt ở Đông Hải đến tiếp ứng đại quân ma đạo. Đồng thời Khương Tuyết Dương cũng phi hành bay đến núi Lệ, cùng Tạ ẩn bàn bạc kế hoạch phân bổ quân lực tác chiến. Đợi khi đại quân ma đạo tiến vào nhân gian, Khương Tuyết Dương và Tạ ẩn cũng đưa ra kế hoạch tác chiến sơ bộ. Bắc Minh Tú trực tiếp dẫn quân tiên phong lên phía Bắc, thống lĩnh 200 vạn đại quân vong hồn, dẹp yên chiến loạn phương Bắc. A Lê và Lưu Phong Sương cùng nhau xuống phía nam, lãnh đạo 100 vạn đại quân yêu tộc quét sạch lũ yêu ma đang làm loạn ở phía nam. Hai đại sát thần thống lĩnh 100 vạn đệ tử nhân tộc quy khư của ma đạo hòng dẹp loạn trung tâm nhân tộc. Còn về phần phía tây, giao lại cho liên minh cửu lê của tạo Hồn. Phong chủ nhận trách nhiệm tổng quản lý cửu châu, kết hợp với vệ tinh giám sát của khoa linh dị điều phối tình hình chung. Khương Tuyết Dương chấn giữa núi lệ, gánh vác vị trí tổng chỉ huy chiến dịch cửu châu. Về phía tôi và Thùy Hỏa, không đích thân chiến đấu cùng nhân tộc, nhiệm vụ chính của chúng tôi là đối phó với âm ti. Lần này ma đạo phân bổ binh lực ra chiến đấu, thì toàn bộ yếu điểm trí mạng đều đã lộ hết trước mắt âm ti, đồng thời đã giao ra quyền chủ động tấn công cho bọn chúng. Vì phòng hờ âm ti bất ngờ vây công đánh lén ma đạo, tôi và Thùy Họa buộc phải đích thân xuống âm ti, khống chế quân chủ lực của âm ti. Thùy Họa là thái cổ minh giới tử thần, mà thứ rồi rào nhất ở âm ti chính là hồn năng. Năm xưa phá quân hộ pháp thiên tôn dám một thân một mình mang đao xuống âm ti, mà tử thần hôm nay sau 8 lần niết bàn còn đáng sợ uy võ hơn phá quân năm đó. Thật ra chỉ cần một mình Thùy Hỏa đã đủ sức khống chế âm ti, nhiệm vụ chính của tôi là dốc hết sức mình quét sạch quân dự bị của âm ti. Nếu như đã muốn xuống tay tàn nhẫn quyết liệt, cũng phải để cho âm ti hiểu rõ, vì sao ma đạo tổ sư dám một mình thống lĩnh thiên hạ, đối đầu với thiên đạo. Thân mang quỷ kiếm lơ lửng trên không, dùng kiếm khí thần kiếm phóng tiêu hủy diệt về hướng xa xăm. Chỉ cần bản thân tôi không tiến vào tầm ngấm, âm ti đừng hòng giữ chân tôi. Bây giờ nữ đế không xuất đầu lộ diện, tôi muốn xem thử âm ti làm sao ngăn được thần uy hủy diệt của Thái Cổ Tam Kiếm. chương 943, Mộ Dung Luận Đạo 1 Thiên Đình, Lăng Tiêu bảo địa mắt thấy mà đạo nhập thế, Mộ Dung Nguyên Duệ không tránh khỏi lo lắng. Đạo Tổ, mà đạo thế yếu, nếu như lúc trước ở Đông Hải còn có chút sức lực đấu một trận với âm ti, lần này nhập thế liền bị kiềm chế mọi mặt một khi bị âm ti kéo vào vũng lầy chiến tranh đợi đến khi quân lực của oa hoàng cung hoàn tất chỉnh đốn vậy thì đó cũng là lúc uy khư bị tiêu diệt đắc kiều công chúa nói em có thể biết chẳng lẽ khương tuyết dương và tạ lan lại không thể nhìn thấu thời cục mộ dung nguyên duệ nói em nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao ma đạo lại làm như vậy quả thực là không khôn ngoan chút nào long tộc các em cách nhân gian rất xa đối với những tai ách mà nhân tộc phải gánh chịu đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Ta mặc dù từ thuở thơ ấu đã thờ phụng giáo ý của tiên đạo, lúc này thấy cảnh nhân tộc diệt vong cũng không cách nào dương mắt mà nhìn từ đầu chí cuối, nói chi giáo ý ma đạo vốn dựa vào cứu nhân độ thế làm chủ. Thiên đường bên trái, ma đạo hướng về bên phải, coi như vì đại nghĩa diệt thân, ma đạo cũng quyết không lùi bước. Mộ Dung Nguyên Duệ trầm giọng đáp, vẫn nói rằng, người hiểu ta nói điều ta lo lắng, kẻ không hiểu hỏi ta mong điều gì. Mộ Dung Nguyên rể quả không hổ là hồng nhan chi kỷ, cũng từng đối với tôi tình thâm ý trọng, cô ấy đương nhiên hiểu rõ lập trường của tôi. Chớ rằng cửa quan vững như thép, cung điện vô danh toàn lời hay. Cái gọi là lời hay ấy ý chỉ tin lành, ma đạo trước nay chưa từng thành lập đạo quan tại hạ giới, cái gọi là truyền đạo kỳ thực chính là cứu muôn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, cứ tự nhiên như vậy mà thu thập được nhân tâm. Thời gian của ma đạo không còn nhiều, chiến lực của cử thú tinh không trong cung hoa hoàng đã hình thành, chỉ đợi thu phục được thiên ma ngoại vực nữ oa nhất định sẽ phái binh tới đông hải quy khư ngày bà ta khởi binh cũng chính là ngày tận thế của ma đạo như vậy cũng tốt ma đạo sẽ là kẻ đầu tiên tiêu vong đắc kiều công chúa nói thiên đình cách cùng oa hoàng rất gần chưa kể yêu nhiếp chưa thiên tinh không đại trận của nữ oa phải sử dụng sức mạnh tinh không vô cùng khổng lồ bất kỳ động thái lớn nhỏ nào của bà ta cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của tử vi đại đế vì vậy bầy bố chiến lược hiện nay của cung hoa hoàng đối với tiên đạo mà nói có thể gọi là nắm rõ trong lòng bàn tay. Đắc kiều công chúa biết mộ dung nguyên duệ đối với ma đạo tổ sư từng có dễ tình sâu đậm, vì vậy mới nói những lời này. Mộ dung nghe xong chỉ thở dài một cái, trầm mặc nói ta thả tự tay giết hắn, cũng không muốn hắn chết trong tay kẻ khác. Đạo tổ vẫn chưa cách nào đạt tới thái thượng vong tình. Đắc kiều công chúa hỏi ha ha, nếu ta là cửu thiên huyền nữ năm đó, đương nhiên có thể chặt đứt dễ tình sau khi ngưng tụ thành công thần cách thái cổ chiến thần, ta chợt hiểu ra, kỳ thực thần minh của thái cổ thần giới đều là những kẻ trọng tình trọng nghĩa trong thiên hạ. Kiêm Hà nói, mà cũng có tình, mộ dung nguyên Duệ nói, thần cũng có tình, Thùy Họa một lời cũng chưa nói, từ hành động của cô ấy có thể thấy, quỷ cũng có tình. Kỳ thực, thần ma của thái cổ tam giới đều là những người có tình có nghĩa. Điểm này so với thần minh trong thiên đình hiện nay một chút cũng không giống. Thần minh hiện giờ bị áp chế bởi pháp tắc của thiên đạo, bước chân trên con đường đoạn tình tuyệt dục tu hành trường sinh đại đạo. Bọn họ đã bị thiên đạo thuần phục và giáo hóa, cho rằng có tình có nghĩa sẽ chỉ khiến tổn thương Thọ Nguyên. Thế nhưng Thái Cổ Thần Ma trước giờ chẳng thèm để ý Thọ Nguyên, chẳng cầu trường sinh, không nhập luân hồi, chỉ nguyện oanh oanh liệt liệt đứng vững giữa đất trời. Đây cũng là lý do tại sao thiên đạo lại hủy diệt toàn bộ Thái Cổ Thần Ma, bởi vì ông ta biết rằng ý chí của Thái Cổ Thần Ma vĩnh viễn chẳng thể nào bị khuất phục. Thiên đạo có thể chinh phục vô số vị diện thế giới, chinh phục vô số thâm huyên vương quốc. Thế nhưng, ông ta không bao giờ có thể chinh phục Thái Cổ Tam Giới. Thái Cổ Tam Giới chỉ tôn thờ bậc anh hùng chứ không đơn thuần tôn thờ kẻ mạnh. Kiêm Hà có thể thu phục băng tuyết song ma cũng là nhờ mị lực của bản thân chứ không phải dựa vào sức mạnh cường đại của cô ấy. Hư không lãnh chủ lại không giống như vậy. Hư không lãnh chủ vốn là ma vật sinh ra từ sức mạnh đen tối hắc ám của tà ma trong vũ trụ, tàn nhẫn, xảo quyệt, đa nghi, độc ác, ỉ mạnh hiếp yếu là bản tính của chúng. Điều này có quan hệ rất lớn đối với môi trường sinh tồn, thái cổ tam giới không giống thâm huyên vương quốc, cho dù có bị hủy duyệt cũng có thể tự kiến thiết một lần nữa. Mà thâm huyên vương quốc một khi bị hủy nghĩa là triệt để bốc hơi khỏi thế giới này. Chính cảm giác bất an này đã thai ngén nên hư không lãnh chủ tàn nhẫn xảo quyệt. Trên người những kẻ này chẳng có bao nhiêu cái gọi là chủ nghĩa anh hùng, vì sinh tồn của bản thân mà không từ thủ đoạn. Lần này thiên đạo vì cớ gì lại gấp không chờ nổi, gây ra đại đoạn dưới nhân gian, buộc ma đạo phải ra tay như vậy. Đắc Kiều Công Chúa hỏi, vấn đề này ta đã suy rất lâu, sau lại cùng tử vi đại đế suy diễn một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận, chuyện này tất có quan hệ với Thái Cổ Tam Giới. Thái Cổ Tam Giới, chương 944, Mộ Dung Luận Đạo 2 Nếu như chúng ta đoán không lầm, Thái Cổ Tam Giới có khả năng sắp quay lại rồi, vì vậy thiên đạo mới gấp không chờ nổi mà vội vàng muốn kết thúc cuộc chiến phong thần. Thái Cổ Tam Giới không phải đã bị thiên đạo hủy diệt rồi sao? Làm sao còn có thể quay lại?" Đắc Kiều công chúa kinh ngạc hỏi, "Em sai rồi, Thái Cổ Tam Giới không thể nào bị hủy diệt. Thiên đạo chỉ diệt được thần ma của Thái Cổ Tam Giới khi đó." Tự thủ Hồng Hoang được khai hóa, Thái Cổ Tam Giới đã ra đời, nếu so sánh với Thiên đạo, Thái Cổ Tam Giới mới là gốc rễ của vũ trụ. Mộ Dung Nguyên Duệ nói rằng, toàn bộ vũ trụ này hình thành là nhờ Thái Cổ Tam Giới kiểm chế, va chạm lẫn nhau tạo ra vô số nhiễu loạn trong hư không, sinh ra chư thiên thế giới và ngàn vạn tinh hà. Kỳ thực Thiên đạo nếu muốn suy diễn huyền cơ vận mệnh, đối tượng tốt nhất vốn không phải ba đạo nhân, tiên, ma, mà phải là thái cổ tam giới. Bởi vì thái cổ tam giới là nguồn gốc của sự sống, sự ra đời của toàn bộ vũ trụ vốn đến từ ba thể vận động được sinh ra từ lực va đập hấp dẫn lẫn nhau của thái cổ tam giới. Thiên đạo vốn đã sớm để mắt tới thái cổ tam giới, thế nhưng với sức mạnh của thiên đạo mà nói, cơ bản chẳng thể nào suy diễn được vận mệnh huyền cơ từ thái cổ tam giới. Chính trong lúc này, Thiên Đạo đã phát hiện ra một tinh cầu tại nơi thăm thẳm ngoài vũ trụ chưa được khai hóa, chính là nhân gian hiện nay. Ông ta phát hiện ra tinh cầu này còn vượt xa cả sự tồn tại của Thái Cổ Tam Giới, chứa đựng khả năng vô hạn, lại bao trùm sinh cơ vô tận. Thiên Đạo rất nhanh liền nhận ra tầm quan trọng của nó, nếu như coi Thái Cổ Tam Giới là biểu tượng của vũ trụ, vậy thì hành tinh này rất có khả năng sẽ đại biểu cho vũ trụ trong tương lai. Thiên Đạo cũng không phải người đầu tiên phát hiện ra tinh cầu này. Các vị thần ma sở hữu sức mạnh thấu suốt cường đại trong Thái Cổ Tam Giới cũng rất nhanh nhận thức được sự tồn tại của nó. Không giống với Thiên Đạo, phản ứng đầu tiên của Thái Cổ thần ma là muốn hủy diệt tinh cầu này, khiến vũ trụ vĩnh viễn như hiện nay. Thế nhưng Thiên Đạo lại muốn giữ nó lại, dùng nó để thay thế cho vũ trụ hiện tại. Một khi thành công, ông ta liền có thể hủy diệt Thái Cổ Tam Giới một cách triệt để, hoàn toàn khống chế tương lai của vũ trụ, cũng chính là thứ gọi là huyền cơ vận mệnh. Vì vậy, trận chiến giữa thái cổ thần ma mà thiên đạo mới xảy ra. Kết quả trận chiến chính là, thiên đạo tiêu diệt toàn bộ thần ma của thái cổ tam giới, trở thành vị cứu tinh của tinh cầu này. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, nó đã phân thành tam giới, hình thành một phương không gian riêng, mà thiên đạo cũng vì thế mà đúng lý hợp tình trở thành chủ nhân tối thượng của mảnh không gian này. Những lời phân tích trình bày này của mộ dung nguyên rợi quả khiến đắc kiều công chúa phải nghẹn họng chân tối, bởi vì nó hoàn toàn vượt xa phạm vi hiểu biết của cô. Trong nhận thức của cô, cuộc chiến phong thần trước mắt mới là sự kiện quan trọng nhất của tiên đạo. Thế nhưng không thể ngờ tới, mộ dung nguyên duệ dựa vào chiến thần chi đạo cường đại của mình, lại phối hợp với suy diễn đấu số của tử vi đại đế, đã thấu suốt bí mật được giấu kín của thiên đạo. Em không cần quá kinh ngạc, ta cũng không phải người đầu tiên dò xét bí mật này của thiên đạo. Nhìn phản ứng của đắc kiều công chúa, mộ dung nguyên duệ mỉm cười, nói. Còn có ai biết nữa? Trước có ma đạo tổ sư năm xưa, hiện có cửu u nữ đế của âm ti, cửu u nữ đế không tham gia trận chiến phong thần có phải là bởi vì đã nhìn thấu điểm này đắc kiều công chúa hỏi không sai đáng buồn thay mặc cho chúng ta đã biết cuộc chiến phong thần này vốn là vô nghĩa lại không thể không liều mạnh vì nó chỉ để giúp thiên đạo chấm dứt nhân quả đánh bại thần ma trong thái cổ tam giới thắng bại của thiên đạo với thái cổ thần ma tam giới đối với chúng ta hiện giờ mà nói sẽ có ảnh hưởng gì đắc kiều công chúa nghĩ một hồi lại hỏi thiên đạo thắng nghĩa là tam giới hiện giờ sẽ hoàn toàn thay thế cho thái cổ tam giới một khi thành công thay thế thiên đạo sẽ chân chính trở thành bậc trí tôn bởi vì ông ta nắm giữ tương lai của vũ trụ hưng vong của van vật đều dựa vào một ý niệm của ông ta mộ dung nguyên duệ đáp nếu như thiên đạo thua thì sao nếu như thất bại vậy thì vũ trụ sẽ tuân theo quy luật phát triển của mình như cũ không chịu sự chi phối của thiên đạo thế nhưng không phải người mới nói thái cổ thần ma muốn hủy diệt tinh cầu này của chúng ta sao Đắc Kiều công chúa bối rối hỏi, thứ mà thái cổ thần ma muốn hủy diệt là tinh cầu khi chưa khai hóa, ngăn cản những gì sinh ra trong tương lai, chứ không phải tam giới của hiện nay. Nếu như là trước đây, trong tam giới không người nào có thể ngưng tụ ra thần cách của thái cổ thần ma, thế nhưng hiện giờ chúng ta đã làm được điều đó. Điều này nói rõ thái cổ tam giới đã dung hòa với tam giới thành một thể, chúng ta và bọn họ đã trở thành một phần của hiện tại. chương 945, hiện thân ở âm ti 1 mộ dung nguyên duệ cũng không phải vô duyên vô cớ mà nói chuyện này với đắc kiều công chúa cô giải thích nhiều như vậy kỳ thực là vì muốn bản thân tự mình đưa ra quyết định long tộc chỉnh quân chuẩn bị tấn công tây thiên thần tiêu ngọc phủ mộ dung nguyên duệ nói hiện giờ tấn công thần tiêu ngọc phủ liệu có hơi vội vàng không đắc kiều công chúa kinh ngạc hỏi thiên đạo đã mất kiên nhẫn rồi ma đạo đã nhập thế nhân tiên hai đạo cũng chẳng thế nào cứ mãi khoanh tay đứng nhìn một khi ma đạo và âm ty khai chiến toàn diện nhân đạo khẳng định sẽ tiến đánh côn lôn. Côn lôn dễ thủ khó công, lại được bảo vệ bởi tiên thiên canh kim đại trận, nhất định có thể cầm chân quân địch tại hàm quốc quan một thời gian, vì thế, chúng ta phải tận dụng cơ hội này để hạ thủ đầu mẫu nguyên quân. Đạo tàng ghi lại, cửu thiên lôi chủ đầu mẫu nguyên quân ngủ tại thần tiêu ngọc phủ, trái có viện ngọc khu ngũ lôi, phải có viện ngọc phủ ngũ lôi. Thần tiêu ngọc phủ cai quản 36 tòa lôi thành, mỗi một tòa đều có một vị lôi soái chấn thủ, quản thúc 10 vạn lôi binh kể từ khi thiên đạo quay lại cho tới nay, cơ duyên phủ đầy tam giới. Mỗi vị chủ soái chấn thủ lôi thành chiến lực đều đang ở cảnh giới đỉnh phong thiên tôn. 36 tòa lôi thành có tổng cộng 3,6 triệu lôi binh, là lực lượng sức mạnh chủ bị khổng lồ của cửu tiêu lôi chủ đầu mẫu nguyên quân. Ngoại trừ 36 lôi thành, thần tiêu ngọc phủ của đầu mẫu nguyên quân hãy còn 24 vị lôi thần, chiến lực đều thuộc cảnh giới đỉnh phong thiên tôn. Còn có ngọc khu, ngọc phủ hai vị tổng đốc, cảnh giới mặc dù là đỉnh phong thiên tôn nhưng chiến lực kỳ thực có thể sánh với đạo tổ. Thủ hạ dưới tay đổ mẫu nguyên quân vốn dĩ còn có 5 vị ngũ lôi tôn giả, sau khi cuộc chiến tại Long Môn Hoang Mạc Tây vực kết thúc, ba trong số 5 vị tôn giả đã ngã xuống, chỉ còn lại canh kim và mậu thổ. Mà hai vị tôn giả này trải qua rèn luyện trong cuộc chiến tại Long Môn Hoang Mạc Cổ Địa đã tấn thăng tới cảnh giới đỉnh phong thiên tôn. Tam giới ngày nay, nhân đạo cường thế chẳng kém gì âm ti, binh nhiều tướng mạnh chỉ vẹn vẹn một tòa thần tiêu ngọc phủ của đổ mẫu nguyên quân cũng có thể bất phân thắng bại với toàn bộ thiên đình. Tiên đạo nếu muốn thảo phạt thần tiêu ngọc phủ của đổ mẫu nguyên quân, trừ khi dốc sạch tinh nhuệ mới mong có được cơ may chiến thắng. Mộ Dung Nguyên Duệ lựa chọn tấn công thần tiêu ngọc phủ của đổ mẫu nguyên quân lúc này là bởi cô biết rằng, dù có làm thế nào đi nữa cũng chẳng thể bảo vệ nổi tổ đình Côn Lôn. Tiên đạo mặc dù đã ngủ tại thiên đình nhiều năm, thế nhưng Côn Lôn mới thực sự là gốc rễ chân chính của tiên đạo. Nếu đã chẳng thể bảo vệ Côn Lôn, vậy chỉ có cách buông bỏ tất cả, nhân lúc quân địch bị tiên thiên canh kim đại trận của côn lôn cầm chân tại cửa quan hàm cốc mà vây ngụy cứu triệu, liều mình dốc sức tấn công thần tiêu ngọc phủ. Bằng cách này, nếu như nhân đạo mãnh liệt tấn công côn lôn, vậy thì tiên đạo nhất định có thể chiếm được thần tiêu cửu phủ. Côn lôn nguy ngập, ai sẽ chỉ huy đại quân kháng địch đây? Đắc kiều công chúa hỏi, ta... Mộ Dung Nguyên Duệ nói nếu như bên kia quyết tâm sắt thép nhất định tấn công Côn Lôn tại cửa quan Hàm Cốc, Lữ Thuần Dương chắc chắn sẽ tiên phong trận này của đạo tổ hung hiểm vạn phần, đắc kiều công chúa lo lắng nói, có thể ngăn được thái cổ kiếm thần cũng chỉ có thái cổ chiến thần là ta đây. Ngoài ta ra, trong tiên đạo nào có ai là đối thủ của hắn? Ta tới kiềm chân Lữ Thuần Dương, em và tử vi đại đế chỉ huy đại quân dốc sức tấn công thần tiêu ngọc phủ. Đạo tổ, chúng ta sắp phải đánh một trận quyết chiến sao? Trước khi rời đi, đắc kiều công chúa vẫn có chút hoảng hốt, lo lắng hỏi. Lòng cô hoài nghi cũng không thể trách, bởi vì giống như khí số nhân tộc đột nhiên tiêu vong, trước nay cô chưa từng nghĩ tới cuộc chiến giữa nhân, tiên hai đạo sẽ nổ ra nhanh chóng như thế, đã vậy lại còn là một cuộc chiến tranh toàn diện. Thế nhưng, thiên đạo đã muốn kết thúc bàn cờ, từ trong nhân quả thoát thân, hai đạo nhân, tiên muốn mãi khoanh tay đứng nhìn kẻ khác sống chết mặc bay là chuyện không thể nào. So với ba 000 năm trước, cuộc chiến phong thần lần này có rất nhiều điểm không giống, bởi vì ma đạo không còn là kẻ thù chung của nhân, tiên hai đạo, Mặc cho tam đạo chỉ có thể có một đạo tồn tại, từ phương diện này mà nói ma đạo cũng là đối thủ của bọn họ, thế nhưng bất luận trong mắt tiên đạo hay nhân đạo, ma đạo cũng chẳng tồn tại được mấy hơi trong cuộc chiến phong thần. Có lẽ trong lúc hai đạo nhân tiên còn chưa phân thắng bại, ma đạo đã bị âm ti và cung hoa hoàng tiêu diệt rồi. Nếu đúng như thế, vậy thì nói trận chiến giữa nhân đạo và tiên đạo là một trận quyết chiến cũng không quá lời. Nhưng lần này, mặc dù mộ dung nguyên duệ đã chuẩn bị tư thái quyết chiến sinh tử, Kỳ thực trong thâm tâm cô vẫn không muốn đấu một trận người chết ta sống với nhân đạo, giống như những lời cô đã nói với đắc kiều công chúa khi nãy. Cuộc chiến phong thần thật sự vô nghĩa, nó diễn ra chỉ bởi vì có thể giúp thiên đạo tránh khỏi nhân quả mà thôi. Nói trắng như thế này, giờ đây mộ dung nguyên duệ đã nhận ra ý nghĩa thật sự của câu nói thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, cũng nhìn thấu giá tâm muốn trở thành chủ nhân vũ trụ tối thượng của thiên đạo. Thế nhưng cô lại chẳng có dũng khí đứng dậy vạch ra cái sai của thiên đạo chương 946, hiện thân ở âm ti 2. Bởi vì cô là tiên đạo tổ sư, sau lưng còn có hàng nghìn hàng vạn tiên đạo đệ tử. Ngoại trừ thay trời hành đạo, cô chẳng có lựa chọn nào khác. Có quyết chiến hay không chỉ phụ thuộc vào phản ứng của nhân đạo. Nếu như nhân đạo muốn quyết một trận sinh tử, tiên đạo chúng ta cũng chỉ có thể theo đến cùng. Mộ Dung Nguyên Duệ trầm giọng nói, nhân đạo liệu có biết mục đích thực sự của thiên đạo hay không? Đắc Kiều Công Chúa hỏi, Ba nghìn năm trước ma đạo tổ sư đã nhìn ra cái sai của thiên đạo, nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn đa mưu túc trí tâm cơ tinh tế, còn có tạ lưu vân vị đại tông sư suy diễn mệnh lý hiếm có trên đời, làm sao lại không hiểu thấu ý đồ của thiên đạo. Nếu như nhân đạo đã hiểu được, có khi nào còn dốc hết hát chủ bài tranh một trận sinh tử với chúng ta không? Đắc Kiều Công Chúa hỏi, ha ha, chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác, thế giới này đều bị bao vây bởi pháp tắc của thiên đạo, thuận thiên thì sống nghịch thiên thì chết, thiên đạo còn không tránh khỏi nhân quả chúng ta thân làm đạo tổ có kẻ nào lại không bị nhân quả trùng trùng quấn chặt lấy thân coi như có tâm làm kẻ đứng ngoài thân vẫn là kẻ trong cuộc mộ dung nguyên rễ cười lạnh một tiếng đáp vẫn là ma đạo tổ sư năm đó phóng khoáng có thể vượt khỏi xiềng xích đắc kiều công chúa thở dài một tiếng nói đúng vậy sau khi ông ta nhìn ra được sai lầm của thiên đạo bèn không màng sinh từ kết thúc trận chiến phong thần của ma đạo tại hoàn hồn nhai chỉ là, trên đời nào có nhiều ma đạo tổ như thế, tiền vô cổ nhân hậu bất lai giả. Giải thích tiền vô cổ nhân hậu bất lai giả nghĩa là trước sau chẳng có người nào như thế. Hết giải thích, cũng không phải hậu bất lai giả, mà đạo tổ sư tạ lan hiện giờ chẳng phải cùng một mệnh với ông ta sao. Đắc Kiều Công Chúa hỏi, em nói không sai, nếu như trong trận chiến phong thần có thể có bước ngoặt nào đó, ta nghĩ chắc hẳn nó sẽ xảy ra trên người ma đạo. Tổ sư hai đạo nhân, tiền đều trong cảnh thân lâm ngục tù, chỉ có ma đạo tổ sư là người duy nhất đã nhảy ra khỏi bàn cờ này thế nhưng đồng nhân không đồng mệnh so với trước kia cảnh ngộ của ma đạo bây giờ gian nan hơn rất nhiều ít nhất từ tình hình hiện tại mà nói ta không nhìn thấy cơ hội chiến thắng của ma đạo trong trận chiến với âm ty chưa kể tương lai còn có nữ oa ma đạo đấu với âm ty kỳ thực không đến nỗi rơi vào thế yếu như những gì em thấy em chớ quên phá quân hiện nay chính là thái cổ minh giới tử thần cô ta nếu như tới âm ty gây họa cái giá mà âm ti phải trả so với cảnh đại quân của em tan vỡ ngày đó tuyệt không ít hơn. Năm xưa phá quân một đao chặt đứt phong xuyên suốt 500 năm, mà phá quân bây giờ chẳng cần làm vậy, tự thân cô ấy cũng có thể tặng cho âm ti một phương huyết hải phù đồ. Địa vị của tử thần tại Thái Cổ Minh Giới cũng tương tự như cửu u nữ đế của âm ti hiện giờ. Vì thế mộ dung nguyên duệ mới nói, nếu thủy họa xuống âm ti nhất định sẽ đem đến một màn gió tanh mưa máu vượt xa 3.000 năm trước. Nếu châu khất dám nhẫn tâm hạ thủ với ma đạo tại nhân gian, vậy thì thùy họa chắc chắn sẽ đại khai sát giới ở âm ty trận chiến này nhất định sẽ không bị động giống như hồi ở núi xích cận âm ty bắt buộc phải phái các vị chủ tướng tinh nhuệ mới có thể kiềm chế được lâm thùy họa bởi vì âm ty thi không thiếu hồn năng nữ đế lẽ nào lại trơ mắt nhìn lâm thùy họa náo loạn âm ty đắc kiều công chúa hỏi nữ đế sẽ không can dự vào trận chiến phong thần chỉ cần đừng động tới lục đạo luân hồi ta nghĩ nữ đế có lẽ sẽ không ra tay ngăn cản chọn bừa một ngôi miếu thành hoàng ở nhân gian vượt qua pháp trận tôi và Thùy Họa liền hiện thân tại âm gian. Trước đây Thùy Họa từng tới một lần, chỉ có điều lần trước cô ấy tới là để lấy được thân phận âm linh. Hôm nay, cô dùng thân phận của Thái Cổ Minh Giới để tới âm ti. Hít một ngụm thật sâu, khóe miệng Thùy Họa khẽ nở một nụ cười. Có cảm giác thế nào? Tôi tò mò hỏi, có mùi vị quê hương. Anh nhớ nhà của em ở Tế Đài Hoàng Hà, nhà chồng em là họ tạ ở thôn Bách Vụ. Ha ha, ý em nói là quê hương của tử thần Thái Cổ Minh Giới. Huy Hòa cười to, nói, cô ấy nói, thái cổ minh giới và âm ti hiện nay vẫn có điều khác biệt. Khác biệt lớn nhất chính là tử ý tại thái cổ minh giới nồng đậm hơn rất nhiều, còn âm ti bây giờ nhờ có sức mạnh của lục đạo luân hồi mà sinh cơ vô số. Nếu như thái cổ minh giới thực sự là tử địa thì âm ti lại càng giống một nơi xét xử linh hồn hơn là điểm kết thúc của nhân sinh. Đây chính là chỗ tinh diệu của lục đạo luân hồi, núi liền tam giới, núi liền lục đạo chúng sinh. Sở dĩ nữ đế cống hiến sức sức lực cả đời để duy trì dòng chảy lưu thông của lục đạo luân hồi là bởi ngài ấy đã nhìn ra tầm quan trọng của nó đối với tam giới. Ngay cả ma đạo tổ sư cũng cho rằng, lục đạo luân hồi là thứ không thể thiếu được. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi hỏi trước khi khai chiến với âm ti, em muốn đi nhìn đá tam sinh. Thùy họa đáp, nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn nhân duyên của chúng ta. chương 947, 9 lần niết bản 1 kỳ thực tôi đã từng tìm kiếm nhân duyên giữa mình và thùy hỏa trên đá tam sinh một lần chỉ là cái gì cũng không nhìn rõ khi đó tôi hỏi nữ đế ngài ấy nói rằng tôi và thùy hỏa sẽ ở bên nhau nhớ tới chuyện này tôi nói với thùy hỏa nữ đế nói chúng ta sẽ ở bên nhau đồ mốc này từ lúc chúng ta kết hôn nhân duyên liền viên mãn rồi đương nhiên sẽ ở bên nhau điều em muốn nhìn là chúng ta có thể bên nhau bao lâu bao lâu đương nhiên là vĩnh viễn không rời dù sinh tử hay ly biệt tôi cũng nắm tay em đi đến khi bạc đầu. Hy vọng sẽ như vậy, kể từ khi Kiêm Hà quay lại thái cổ ma giới, trong lòng em cứ mãi vẩn vơ một ý niệm, rằng một ngày nào cũng có thể em sẽ rời bỏ nhân gian, quay về thái cổ minh giới. Thùy Hòa tình thâm ý trọng nhìn tôi một hồi, thở dài nói. Tại sao chứ, em cũng không biết tại sao, giống như khi nãy em cảm nhận được mùi vị quê hương tại âm ti. Có lẽ thái cổ minh giới mới là nơi mà em nên ở lại sớm biết như vậy đã không phong thần cho em không nếu như em không có được thần vị thái cổ minh giới mà đạo làm sao có thể một đường đi tới bây giờ tất cả đều đã được vận mệnh chú định rồi em nỡ lòng rời xa anh sao tôi nắm chặt lấy tay cô ấy nhìn chằm chằm ngọn lửa hắc viêm trong mắt cô đương nhiên không nỡ rồi em là vợ của anh quê hương là nơi mà em hướng về anh ở nơi nào nơi ấy chính là quê hương của em chính vì điều này mà lòng em mới hoảng hốt muốn đi xem đá tam sinh một lần Nghe lời thổ lộ tình ý đầy cảm động này, tôi không nhịn được ôm chặt lấy cô ấy, hôn lên đôi môi lạnh lẽo xinh đẹp kia. Kỳ thực không chỉ một mình Thùy Họa mới có cảm giác này, từ khi cuộc chiến Phong Thần bắt đầu, nhìn những người thân thiết bên cạnh, trong lòng tôi cũng không tránh khỏi hoảng hốt vô hạn, tôi sợ hãi biệt ly. Cuộc chiến Phong Thần của Ma đạo Tàn Khốc vô cùng, chắc chắn sẽ có vô số ma đạo đệ tử hy sinh, tất cả chúng tôi đều treo trên mình kiếp nạn sinh tử. Tôi vĩnh viễn không thể gặp lại Lưu Phong Thiên Tôn cũng không thể gặp lại thất thải minh vương và tiếu ca thiên tôn, sẽ chẳng bao giờ tái ngộ liễu hà sầu và sư nương phụng lăng nguyệt của mình. Ma đạo đệ tử vạn thế thiên hồng, chỉ một bộ phận rất nhỏ được đưa vào trong cờ chiêu hồn, hóa thành hoa bỉ ngạn. Mà những người khác đều đã ngã xuống tại những nơi không có tôi, họ trở về với cát bụi. Kiêm hà đã rời xa tôi, mà Thùy Hỏa hôm nay lại nhận được ám thị do vận mệnh gửi đến. Nếu như Thùy Hỏa cũng rời khỏi tôi, vậy thì ma đạo tổ sư tôi đây dù có đánh bại thiên đạo cũng đâu có ý nghĩa gì giáo ý ma đạo giúp chúng tôi gặp được nhau và yêu nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại là chia ly nối tiếp chia ly. Nếu quả thực như vậy, vì sao lại phải sinh ra ma đạo? Anh sẽ không để em đi, tôi kiên định nói, nếu như có lựa chọn, lòng em cũng chẳng muốn rời, chỉ e vận mệnh sẽ chẳng cho em bất kỳ lựa chọn nào. Chúng tôi ôm nhau một lúc thật lâu, sau đó thi triển thân pháp, ngự không bay về phía đá tam sinh. Trước đây khi tìm kiếm nhân duyên giữa mình và Thùy Hòa tôi chỉ thấy một mảnh hư không, cái gì cũng không nhìn rõ. Thế nhưng, khi thủy Họa Đích Thân tới đây để xem, kính tượng phản chiếu tương lai từ trong xương mở dần dần hiện ra. Đêm đen sâu thẳm mịt mù, xương cốt trắng phao phao phủ đầy mặt đất hoang lạnh, nước biển cũng bị kết thành băng. Ở giữa nơi này sừng sững một tòa thần điện cao chót vót, tử khí nồng đậm, đen tuyền như mực. Thủ hộ đại diện là tử vong kỵ sĩ những vệ sĩ trung thành nhất của Thái Cổ Minh Giới. Vô số tử linh và vong hồn lảng vàng quanh thần điện, hát vang khúc bi ca của linh hồn. Cảnh tượng này vội vàng thoáng qua, tiếp theo đó là cảnh bên trong thần điện. Tôi nhìn thấy tử thần cao cao tại thượng ngồi trên vương tọa băng xương, mặc bộ khôi giáp nặng nề, hai tay cầm lưỡi hái tử thần. Tử thần đeo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt có ngọn lửa hắc viêm đang lập lòe. Mặc cho thân thể tử thần bị khôi giáp bọc kín, ngay cả một khe gió cũng không lọt, chỉ cần nhìn vào ngọn lửa hắc viêm đang rừng rực cháy trong đôi mắt kia tôi liền biết, đây chính là Thùy Hỏa, vợ của tôi. Nhìn thấy một màn này, thân thể Thùy Hỏa khẽ run rẩy. Mặc dù cô đã nhận được ám thị của vận mệnh, thế nhưng vào lúc chân chính nhìn thấy bức tranh tương lai của mình vẫn không cách nào tiếp nhận nổi. Mà tôi, tim cũng đau như bị ai đó bóp nghẹt. Có vẻ như phát giác ra thần niệm của chúng tôi đang thăm dò, Tử thần Tử Vương tọa đứng dậy, cách một phiến đá Tam Sinh đối mắt với hai người chúng tôi. Chương 948, 9 lần nhất bản 2. Lúc này hình ảnh trong gương lập tức liền ầm ầm sụp đổ, sau đó liền biến thành một màn sương mù liên quan đến tương lai của thùy họa chúng tôi cũng chỉ có thể nhìn được như vậy cũng may đây còn không phải kết cục cuối cùng cho tới khi hồi thần trở lại tôi mới phát hiện lệ đã chan chứa trên mặt tự khi nào tạ lan xem ra ám thị mà vận mệnh đã gửi cho em là sự lựa chọn không thể tránh khỏi em vẫn nên đi tới thái cổ minh giới thôi thùy họa nói thế nhưng đây chưa phải kết thúc tôi nói anh cảm thấy em sẽ còn quay lại sao thùy họa hỏi yêu ừ, lúc kiêm hà rời đi anh nhớ em đã nói em nói rằng có những lúc ly biệt là để đoàn tụ. Cứ coi như em sẽ quay lại, cũng chỉ bởi vì anh. Tạ Lan đồng ý với em, ở nhân gian đợi em quay lại. Anh sẽ làm vậy, anh sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, đợi chờ em. Trước đá Tam Sinh, tôi và Thùy Họa mỗi người một ngả. Thùy Họa đi tới Quỷ Môn Quan, còn tôi đi đến 18 tầng địa ngục. Nhiệm vụ của mỗi người chúng tôi không giống nhau, trách nhiệm của cô ấy là ra mặt kiềm chế chư thần của Âm Ti. Còn tôi vốn dĩ dự định tiêu diệt quân lực chủ bị của âm ti, sao lại nghĩ tới, nếu muốn kiềm chế âm ti, vậy chẳng có gì thích hợp hơn huyết hải phù đồ. Chỉ cần tôi có thể phá hủy kết giới của huyết hải phù đồ, thả ra vô số ác linh gây phiền phức nhiễu loạn cho âm ti, như vậy âm ti chắc chắn không có cách nào tiếp tục xuất binh tấn công nhân gian. Hành động này mặc dù quả thật vô sỉ, nhưng vì ma đạo đệ tử, vì không để nhân tộc bị liên lụy bởi tai họa, tôi không ngại mượn tay mình tạo ra kiếp nạn cho âm ti. Âm ti, 18 tầng địa ngục 18 tầng địa ngục nằm dưới sự quản lý của thập điện Diêm Vương, giam giữ ngàn vạn ác quỷ phạm phải trọng tội, phải gánh chịu vô vàn thống khổ mới có thể rửa sạch tội nghiệt, một lần nữa tiến vào luân hồi. Khác với tưởng tượng của tôi, vốn cho rằng nơi này phải được canh giữ vô cùng cẩn mật, 18 tầng địa ngục thế nhưng lại là địa phương không người phòng vệ. Ngoại trừ mấy âm sai có chiến lực thấp không chịu nổi, ngay đến cả một vị quỷ tướng cũng chẳng nhìn thấy. Mà mấy âm sai này sau khi thấy tôi bộc lộ uy áp thần niệm liền thi nhau bỏ chạy thụ mạng, mặc tôi thoải mái xâm nhập. Tôi bắt đầu đi từ tầng đầu tiên, địa ngục nê lê, điều khiến tôi càng thêm kinh ngạc đó là, ngay cả một con ác quỷ trong ngục tôi cũng không nhìn thấy. Sau đó tôi lần lượt đi xuống các tầng tiếp theo, xuyên qua địa ngục đao sơn, phí xa và hắc thân. Một đường bước đi, trong ngục không một bóng ma. Suốt cục, tôi đã tới tầng cuối cùng địa ngục vô gián. Đương nhiên nơi này cũng chẳng có lấy một bóng ma quỷ, thế nhưng địa tạng vương thiên tôn đang ở đây. Truyền thuyết nói, lối vào huyết hải phù đồ nằm ở tầng địa ngục thứ 18, địa tạng vương thiên tôn vẫn luôn chấn thủ giới môn, sẽ không dễ dàng rời đi. Địa ngục vô gián, linh hồn chi hỏa đang rừng rực cháy, địa tạng vương thiên tôn ngự không khoanh chân ngồi trên cửu phẩm liên đài. Sau lưng ông ta là một cảnh cửa phong kín lối vào. Trước cửa viết bốn chữ lớn bằng máu đỏ tươi loang lổ, huyết hải phù đồ. Vì sao trong ngục lại không có ai? Tôi hỏi, địa ngục không một bóng ác quỷ đến nhân gian địa tạng vương thiên tôn nhàn nhạt đáp ý của ngài là âm thi đã đem toàn bộ ác quỷ thả lên nhân gian rồi tôi kinh ngạc hỏi không sai quỷ thần minh minh tự tư tự lượng địa tạng vương ngài làm như vậy không sợ ảnh hưởng tới công đức của mình sao tôi chất vấn ma đạo mới là căn nguyên của tai kiếp so với ma đạo chuyện thả lũ ác quỷ mà ta đã làm đâu đáng coi là gì địa tạng vương ngài nhập ma rồi kỳ thực ta sớm nên nhập ma rồi chảm không hết cái ác cũng không thể siêu độ hết cho ác quỷ không bằng thả hết bọn chúng hủy diệt hết thảy ha ha nếu đã như thế vậy cũng đừng trách ta lấy đạo của người trả lại cho người tôi cười lạnh đáp ngươi muốn làm gì phá hủy giới môn huyết hải phù đồ đáng tiếc ngươi không làm được khóe miệng địa tạng vương khẽ câu lên nở một nụ cười thần bí ngài có thể ngăn được ta sao ta không thể ngăn được ngươi thế nhưng nữ đế có thể lời này của địa tạng vương vừa dứt Cửu u nữ đế liền hiện thân. Sau khi ngài ấy xuất hiện bèn nhẹ nhàng vẫy tay với Địa Tạng Vương Thiên Tôn. Ông ta khom người cáo lui. Sau khi Địa Tạng Vương Thiên Tôn rời đi, Vô Gián Địa Ngục chỉ còn lại tôi cùng nữ đế. Tạ Lan, cô không đồng ý để ngươi làm vậy." Nữ đế nhàn nhạt biểu lộ thái độ của mình, "Âm ty các vị chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho ma đạo chúng ta thắp đèn sao? Trừ phi ngươi có thể đánh bại cô, nếu không cô tuyệt đối không để ngươi hủy diệt giới môn huyết hải phù đồ." phá hoại lưu chuyển của lục đạo luân hồi. Địa tạng vương thiên tôn đem toàn bộ ác quỷ trong 18 tầng địa ngục thả lên nhân gian, lẽ nào không phải đang phá hoại lưu chuyển của lục đạo luân hồi hay sao? Chuyện này không giống, lần này thả ác quỷ tới nhân gian là để đối phó với tai kiếp, không liên quan đến lục đạo luân hồi. Thế nhưng nếu người phá hủy giới môn huyết hải phù đồ sẽ làm dung chuyển toàn bộ gốc rễ của âm ti, lục đạo luân hồi cũng vì kiếp nạn này mà rơi vào hỗn loạn. Tạ Lan, cô làm như vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi, một khi ngươi ra tay làm ảnh hưởng đến lục đạo luân hồi thiên đạo sẽ có lý do đường đường chính chính hạ thủ với ngươi lẽ nào ngài muốn ta trơ mắt nhìn ma đạo tại nhân gian bị âm ti cứ thế từ từ từng chút một làm cho tiêu vong ma đạo sẽ không vì âm ti mà tiêu vong người sở dĩ lo lắng như vậy là bởi vì ngươi vẫn chưa nhận thức đầy đủ sức mạnh thái cổ minh giới tử thần của vợ ngươi ta đương nhiên tin tưởng thùy họa thế nhưng ta cũng biết hiện giờ cô ấy tuyệt đối không phải đối thủ của ngài tạ lan bây giờ người càng ngày càng xảo quyệt Thôi được rồi, để ngăn cản ngươi không phá hoại giới môn huyết hải phù đồ, cô đồng ý với ngươi sẽ không ra tay với nàng. Như vậy quả không còn mong cầu hơn, thế nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý. Lần này âm ti có rất nhiều người phải hy sinh, mà thê tử của ngươi cũng sẽ bị đánh mà phải niết bàn lần chín, quay về thái cổ minh giới. Nghe nữ đế nói như vậy, toàn thân tôi lập tức chấn động. chương 949, Vạn Quỷ Chi Mẫu 1 Nữ đế nói rằng tử thần đạt chín lần niết bàn, có thể đe dọa đến sự tồn tại của thiên đạo. Lần niết bàn này cũng sẽ không hoàn thành ở trong thế giới của chúng tôi, mà sẽ ở Thái Cổ Minh Giới. Chỉ có Thái Cổ Minh Giới bị Thiên Đạo tiêu diệt qua một lần thì mới có lượng hồn năng vô tận để Thủy Hỏa hoàn thành lần niết bàn thứ 9. Thật không ngờ mới vừa đề cập đến chuyện ly biệt với Thủy Hỏa, giờ đây lại biết được chuyện lần niết bàn thứ 9 của cô từ miệng nữ đế. Tử thần niết bàn lần 9 sẽ hoàn toàn quên đi tất cả. Tạ Lan, mà đạo ngươi sẽ không còn có tướng phá quân nữa. Ý bà là Thùy Hỏa cô ấy sẽ không quay lại nữa. Tôi bị sốc, chính vì điều này, mà đạo vẫn luôn là của một mình ngươi. Sau khi thiên đạo quy vị lần này, sức mạnh mệnh bàn tam tinh sát phá lang đã bị phá vỡ. Năm đó ông ta lựa chọn rời đi trước, thì hôm nay ngươi nhất định phải ở lại thu dọn tàn cục. Không, tôi không muốn thủy họa rời xa tôi, tôi muốn ngăn cản cô ấy niết bàn lần chín. Tôi nói, ngươi ngăn cản không được, có trách thì trách các ngươi căn bản là không nên đến âm ti. Nữ đế nói, ý bà là, nếu các ngươi không đến âm ti, Ma đạo sẽ chiến đấu quyết liệt với âm ti ở nhân gian. Bất kể kết quả thằng thua thế nào, Lâm Thủy Hỏa cũng sẽ không bao giờ rời bỏ ma đạo và quay về thái cổ ma giới. Khi chiến đấu ở nhân gian, ma đạo chắc chắn sẽ tử thương vô số. Tôi đáp, đây là sự khác biệt giữa ngươi và châu khất, ngươi không thể chịu đựng được sự hy sinh của các đệ tử ma đạo, vậy nên mới nghĩ đến việc cùng Lâm Thủy Hỏa đến ngăn chặn đại quân âm ti. Nhưng châu khất vì muốn đưa Thủy Hỏa quay về thái cổ minh giới mà đã tính đến cả sự hy sinh. Ý bà là, Châu Khất đã tính toán được chúng tôi sẽ đến âm ti. Tôi hỏi, đúng vậy, từ lúc các người hiện thân ở âm ti, Châu Khất đã từ bỏ cơ hội tấn công ma đạo ở trên nhân gian, thay vào đó dùng toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt tử thần, đưa cô vào lần niết bàn thứ 9 và quay trở lại thái cổ minh giới. Tôi muốn xem xem Châu Khất có thể làm gì để giữ chân chúng tôi lại. Tạ Lan, trận chiến này chỉ thuộc về bản thân tử thân. Bởi vì trận chiến tử thần niết bàn hôm nay, vốn là do một tay cô tạo ra. Cửu U Nữ đến nói, không phải bà bảo rằng không tham chiến trận phong thần sao, sao lại còn làm như vậy? Tôi hỏi, nguyên nhân ta làm như vậy, về sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu được. Trước đó thì, để cô nhìn xem thái cổ tam kiếm của ngươi đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Bà không sợ trận chiến giữa chúng ta sẽ phá hủy 18 tầng địa ngục sao? Không, chiến trường của chúng ta không ở đây, ở đâu, huyết hải phù đồ, nói xong, cửu u nữ đế bước vào cổng giới lời mời chiến đấu của nữ đế không thể từ chối bởi vì nếu tôi từ chối bà ta bà ta sẽ thất hứa và xuống tay với thủy hỏa về tam kiếm thái cổ của tôi ngoài việc mạnh hơn khi xưa thì tôi không nghĩ ra còn cách nào khác để diễn tả kiếm đạo là vô tận mà bây giờ tôi không thể làm điều gì đó để hợp nhất tam kiếm thái cổ thành một vì vậy tôi cũng không biết thành tích kiếm đạo của mình đã đạt đến cấp độ nào tuy nhiên cửu u nữ đế là cơ hội thử nghiệm kiếm đạo của tôi đối đầu với bà ta có thể đo lường chính xác trình độ kiếm đạo của tôi còn về phần thùy họa rời đi tôi hẳn là không có khả năng ngăn cản